Quý Phật tử phải phát nguyện trước Phật A Di Đà, trước Phật Quán Thế Âm, trước Bổn Sư Ta Bà của chúng ta là Thích Ca Mâu Ni. Quý Phật tử phải phát nguyện, chúng con là đệ tử của Phật, chứ không có chùa nào nha, là con của Phật rồi, không có nói chùa nào trong đây hết. Mỗi một chùa chỉ là phương tiện thôi. Quý Phật tử quy ở chùa này, quy ở chùa kia, chẳng qua mình xuống cái bến đò, mình thích cái con đò nào thì mình đi con đò đó thôi. Chủ yếu là mình đã qua xong rồi, hiểu không quý Phật tử? Tất cả chúng ta đều là con của Phật. Giống như bây giờ cái nhà bên kia xong là nhà cha mẹ mình là Phật ở bên đó. Chúng ta là những đứa con đi lang thang rồi bây giờ quay về muốn qua nhà của cha mẹ. Thì ở bến đò đây nè, đứa nào mà đi lợi trước thì xuống đò trước, lợi sau thì xuống đò sau. Chiếc đò đó không phải là cái giá trị quan trọng, mà quan trọng là mình đến nhà của cha mẹ mình là Phật. Cái Phật tử hiểu không? Đừng có nói rằng là tôi lựa dữ lắm rồi, tôi lựa cái ông bổn sư tôi phải ngon cơm mới được. Đừng có lựa. Ông lão chèo đò nào cũng tốt cả quý Phật tử à. Bổn sư là ông lão chèo đò mà thôi, để đưa mình đi về nhà của cha mẹ mình đó. Người nào mà quy y lỡ rồi cái bắt đầu thấy thầy của mình ở dưới quê, nghe lời người ta nói thượng tọa kia, hòa thượng nọ, trời ơi tên tuổi lắm, bỏ đi, xé cái tờ quy y này đi, quy y lại đi, thì người đó thất bại rồi. Thất bại đầu tiên là mình quy y rồi, mình qua bên kia xong rồi, phải không? Vậy đó mà dám lội cái sông trần tục qua bên đây lại, để xuống đò thêm cái lần nữa. Quy y có nghĩa là mình đã đi qua một lần thôi, cho dù con đò của mình nó sơn màu tối hay sơn màu sáng kệ nó, cái điều quan trọng là mình đã đi được qua sông bằng cái nhân duyên buổi ban đầu. Quý Phật tử hiểu không? Đó là tu hành đó. Đi lửa chứ không hiểu nữa. Đi kiếm hoài luôn quý Phật tử, con quỷ vô thường nó có chờ mình không mà mình cứ đi tìm đi kiếm hoài vậy. Đó cho nên rồi cái bắt đầu nói rằng là thôi, ni sư của tôi ở dưới quê, chàng ơi bả mặc đồ thấy thế gớm luôn, quần áo lam của bả bây giờ nó dính phèn vàng khè hết rồi. Ni sư của tôi nhìn cái tướng không có ngon miếng nào hết, không có quý phái miếng nào hết, thôi tôi lên thành phố tôi kiếm ni sư tiến sĩ nào trên đó tôi quy y. Thất bại không? Chữ tiến sĩ không đưa cho chúng ta đi về Phật đâu quý Phật tử à. Chữ tiến sĩ không đưa cho chúng ta đi về Phật, phải không? Cho nên mình phải làm sao trái tim của chúng ta có cái tinh thần vô chấp, vì thì con mắt của chúng ta mới đến với đạo Phật mình bằng cái chữ vô chấp. Một cái nhìn vô chấp quý Phật tử, một cái nhìn thân thiện buổi ban đầu mới được, không có đi lựa. Hai chữ tu hành của mình buổi ban đầu quy y Tam Bảo mình đã đánh rơi rồi quý Phật tử à, phải không? Thậm chí lỡ quy y rồi cái bắt đầu hối hận. Thầy không có nói đạo tràng của chúng ta ngay từ bây giờ, mà thầy nói là coi chừng tương lai mình sẽ bị đó quý Phật tử. Mình quy y xong rồi cái bắt đầu mình nghe bạn đạo ở mấy cái chỗ khác nói chèn ơi, bà quy với cái ông đó là bà lầm rồi, ông đó kỳ dữ lắm luôn đi, ổng không có giống người ta, ổng hư tùm lum hết rồi mà bà quy y. Ở đây thầy nói cho quý Phật tử nghe, một cái ông này đầy đủ tay chân, ổng đứng ổng đưa mình qua bên bờ sông, và một ông lão kia què nhưng mà cũng cố gắng chở mình qua sông. Quý Phật tử ơi, đừng có nhìn vào cái chỗ gọi là tốt hay xấu, mà nhìn cái chỗ đưa mình qua sông đó quý Phật tử ơi. Cho nên ni sư của mình lỡ mà cái, ví dụ như rằng là dốt đi, ni sư của mình dốt, giống như là ni sư của mình là một bà lão mà nó bị què hết chân rồi, không có đầy đủ như người ta. Còn ni sư kia học giỏi, giống như một người đầy đủ tay chân vậy đó. Vậy đó mà mình thì lựa mấy cái người đầy đủ tay chân, nhìn ni sư này tướng hảo quá, giống Bồ Tát Quan Âm quá. Còn ni sư gì đâu mà què chân, bả xấu quá trời, nó bả ốm nhôm, nghĩa là bả đeo kiếm nhựt không rồi làm sao đây, ốm quá lồi ba sườn đó quý Phật tử. Rồi tự động chúng ta chê. Cái đó là đầu tiên chúng ta đã đánh mất hai chữ tu hành rồi. Tu là gì? Là cái mà chúng ta cảm nhận được. Còn cái hành là chúng ta phải làm sao sự cảm nhận của mình nó giống như, tức là cái tâm của mình và cái tướng của mình, lời nói của mình và việc làm của mình giống hệt như nhau. Đó gọi là tu hành. Thí dụ như chữ tu ở đây là sửa đổi. Quý Phật tử ơi, chữ tu mình định nghĩa là sửa đổi, nhưng mà thật sự ra là mình thay đổi cái thói quen của mình, đó là chữ tu. Thay đổi thói quen của mình. Rồi bây giờ chữ hành là gì? Mình cũng phải thay đổi thói quen của mình nữa.
thay đổi thói quen ở trong suy nghĩ của mình, thay đổi thói quen cả trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình luôn. Thay đổi thói quen trong cái lúc mình ngủ, thay đổi thói quen trong cái lúc mình đi chơi, thay đổi thói quen trong cái lúc mình ăn cơm, ngủ nghỉ, tất cả đều phải thay đổi. Đó là tu hành. Chứ mình chỉ thay đổi bằng cái văn từ, thay đổi bằng cái lời lẽ, tu là sửa. Tu là gì? Tu là sửa. Người nào mà định nghĩa tu là sửa là được 50% rồi đó. Hành mà sửa nữa thì được 100% về Phật. Thí dụ như bây giờ thầy nói rằng là tu là sửa nè, hồi đó con sân quá, bây giờ con tu là con sửa. Cái miệng mình nói rõ ràng con tu để con sửa cái lòng sân của mình, nhưng mà đụng chuyện cứ đông đỏng lên thì là chưa có hành. Mình tu mà mình cứ thiếu cái đó hoài, quý Phật tử. Tu là gì? Là sửa cái lòng tham của mình đó, nhưng mà cứ tham hoài. Thật sự ra quý Phật tử chưa có thay đổi được tham sân và si của mình đâu. Quý Phật tử chỉ nhốt nó ở trong lòng không à, đè nó vô trong góc thôi, hiểu không? Mặc cái áo tràng lam vô, đè cái lòng sân mình vô trong góc, để cho người ta thấy cái mặt của mình có một chút lam hiền, hiểu không? Nhưng mà tại vì mình giấu rồi, mình giấu nó trong góc rồi, người ta không thấy cái mà gọi là cái con gấu, con sư tử của mình. Mình nhốt nó rồi, phải không? Nhưng mà đụng chuyện là con gấu, con sư tử bắt đầu nó nhảy ra. Quý Phật tử thấy mình tu hành như vậy là thiếu rồi. Tu mà không có hành đó quý Phật tử. Ở đây thầy nói thật, quý Phật tử ngồi trong đây bao nhiêu Phật tử nữ là bao nhiêu con gấu. Có con thì nhốt, mà nhốt kỹ lắm. Có con nhốt mà cũng chưa kỹ nữa, phải không? Cho nên rồi đi vô trong chùa, cái mặt con gấu đi vô không thấy gớm dữ lắm kìa. Cửa chùa là cái cửa từ bi, là ảnh là thể hiện của nụ cười. Mà có nhiều cô đi vô trong chùa không có nụ cười. Nơi đây là khuôn mặt của Bồ Tát Quan Âm, mà vô trong đây đem cái mặt của con gấu vô, ngầu 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 thứ gớm thiệt luôn. Quên nhốt mô Phật bạch thầy, mô Phật bạch Đức Thế Tôn, chàng ơi sáng hôm nay con đi tu mà con quên nhốt nó lại. Thấy không quý Phật tử? Cho nên có một lần đó, có một chàng thanh niên này nói với Đức Chúa Trời: thưa Chúa Trời, trước Chúa Trời bỏ con xuống giường địa đàng này, con buồn quá luôn, đi sống có một mình nên đi qua đi lại vậy thì nó buồn dữ lắm luôn. Cỏ cây hoa lá đều đẹp hết, nhưng mà con buồn quá. Đức Chúa Trời làm sao cho con có thêm đứa nữa đi cho nó vui, chứ còn một mình thì nó buồn quá. Đức Chúa Trời mới nói: vậy thì con đi tìm cho ta một chút thịt con gấu, là một chút thịt con nai, chút thịt con thỏ, một miếng mảnh trăng gầy, một chút thịt con cáo, một chút thịt con sư tử đi, rồi đem lại đây cho ta. Anh chàng này bắt đầu mới xin con sư tử miếng thịt, con gấu miếng thịt, con cáo miếng thịt, rồi xin con nai miếng thịt, con thỏ miếng thịt, rồi bắt thang lên xin một chút mảnh trăng gầy đem về đưa cho Đức Chúa Trời. Cái Đức Chúa Trời xong xuôi 7 ngày sau tạo ra thành một hình một người đưa cho anh chàng này. Sống với anh chàng ngày thứ nhất, anh nói công nhận có cô ấy mình cảm giác của mình bớt cô đơn. Sống tới ngày thứ ba, cái anh nói rằng là bớt cô đơn nhưng mà nó tăng thêm niềm cô độc. Sống lâu cái nó cô độc liền. Hai đứa mới quen nhau bớt cô đơn, mà lên xe qua rồi bắt đầu thấm thía nỗi cô độc liền. Thấy không? Đứa nào cũng cô độc hết. Đem trả lại cho Đức Chúa Trời: thưa Ngài, con chịu không nổi nữa. Đức Chúa Trời hỏi: sao vậy con? Con mới nhìn cô ấy, con thấy cô ấy đẹp như mảnh trăng gầy, phải không? Hiền như con nai vàng, ngơ ngác và nhút nhát như con thỏ vậy đó. Nhưng mà rồi tự nhiên con sống rồi, sao bả nhe răng nanh giống con sư tử, rồi bây giờ bả giống như con gấu vậy đó. Thưa Đức Chúa Trời, trả lại cho Đức Chúa Trời. Xong xuôi rồi cái ở 3 ngày sau lên xin Đức Chúa Trời, nói: Đức Chúa Trời ơi, kệ đi, nó cô độc thì cô độc, nó nhe nanh thì nhe nanh, nó hung dữ thì hung dữ, nhưng mà không có nó không được. Đức Chúa Trời ơi, cho con xin lợi đi. Xin lợi tới bây giờ luôn đó quý Phật tử. Chứ nếu không là quý Phật tử nữ mình lên ở trên trời rồi, chứ không có tụt xuống cõi ta bà đâu. Bị cái anh chàng đàn ông mà xin mình đó. Vậy thì mới mốt mà có chuyện buồn gì đó, mình lên mình nói với ông xã mình đó: tại ông mà tôi mắc kẹt ở đây. Chứ hồi đó nếu ông trả tôi cái lần đầu tiên là tôi lên trên thiên đàng tôi ở rồi, chứ đâu còn khổ đau như ở đây nữa đâu, phải không? Đó, còn mấy ông đàn ông nói chuyện với vợ mình, nói chuyện với bà xã mình đó. Đó là lần đầu tiên tôi dại khờ nhất mà tôi xin lại đó.
Nếu mà tôi không sinh lại một mình, tôi sống ở giường địa đàng, nó quá sung sướng rồi. Lúc đó tôi tu là có hành rồi, tu hành là tôi đã có tu rồi. Thấy không quý Phật tử? Bây giờ chỉ sống vậy đó rồi nó mất luôn hai chữ tu hành. Hỏi sao cô không đi chùa? Dạ chồng con nó không cho con đi. Con muốn tu và chồng không muốn hành, đúng không? Mất cái chữ tu hành không? Cho nên mình bị bận biểu cái đó quý Phật tử à. Mà người nào mà bị bận biểu chồng rồi thì tiếp tục bận biểu con và tiếp tục bận biểu cháu. Nó cứ như vậy mà nó cứ xiềng xích mình mãi. Cho nên tu hành nó không được. Cho nên tu hành cần phải có trí tuệ, dùng thanh gươm của mình mà chặt đứt tất cả những sợi dây thằng phượng của cuộc đời. Mà người nữ của mình đó là đeo dây nhiều lắm quý Phật tử ơi. Cho nên nó không có khả năng tu, nó không có khả năng hành luôn nữa. Quý Phật tử đi ra chợ mà thấy cái bà nào mà tự nhiên là cái bà đeo nồi chảo rồi bà đeo đầy mình hết, dây nhợ bà quấn tùm lum con người của bà, thì quý Phật tử thấy bà đó có tỉnh táo không? Bà lụm dây thun bà thắt lại rồi bà quấn tùm lum mình mẩy của bà hết, bà đó có bình thường không? Vậy đó mà mình đó, đi lên tới cõi A-di-đà rồi Phật A-di-đà nói chèn ơi, sao tụi con lên tới đây mà tụi con đeo dây nhợ dữ vậy? Thấy không? Mình đeo dây nhiều chừng nào quý Phật tử ơi, mình lại mắc kẹt nhiều chừng đó. Mình tự trói mình nhiều lắm đó quý Phật tử. Cho nên tu hành là gì? Tự cởi trói cho ta. Tu hành là tự cởi trói, chứ tu hành không phải là những cái định nghĩa bờ môi nữa đâu. Phải không? Bây giờ chúng ta cứ định nghĩa chữ tu hành hình như bằng sáo ngữ không đó quý Phật tử. Sáo ngữ là gì? Là tiếng tập nói của một con chim sáo. Con chim sáo nó nói nó không hiểu gì hết quý Phật tử. Mình dạy nó Nam Mô A Di Đà Phật, con sáo nói Nam Mô A Di Đà Phật mà nó không hiểu gì hết. Người nào mà định nghĩa chữ tu hành mà không hiểu nó, tức là sáo ngữ, lời nói của một con chim sáo mà thôi. Thấy không? Hỏi đi đâu vậy? Đi tu. Mà người nào nói chữ đi tu có nghĩa là mình đã có cái hành của chữ tu rồi. Mà vô trong đây quý Phật tử ơi, ngồi từ sáng cho tới chiều, hoặc là như bây giờ hiện tại nè, ngồi một tiếng đồng hồ, quý Phật tử có tu chưa? Có tu chưa? Sửa đổi mình chưa đó? Thầy ở đây thầy chỉ nói quý Phật tử sửa đổi mình thôi. Mình đến đây đó là mấy năm rồi quý Phật tử. Bây giờ bắt đầu năm mới, năm mới, năm mới hoài mà mình chưa sửa đổi mình được. Cái sửa đổi nhỏ nhất của mình thôi là mình ngồi cho nó ngay thôi, quý Phật tử chưa sửa đổi được rồi. Cái thói quen của mình ngồi một hồi là nó thủng xuống, phải không? Cái thói quen của mình mới đầu vô mình ngồi trong tư thế hoa sen, thẳng người lên đàng hoàng, ngồi một hồi cái thói quen của mình nó thành bông súng không? Khoảng nửa tiếng đồng hồ là bông sen nó tụ xuống về, cái bắt đầu nó khòm xuống luôn. Rồi bông súng một thời gian nữa khoảng chừng 45 phút thành bông bụp, bắt đầu nhắm ngủ hết luôn. Con mắt nó bụp lại rồi nó ngủ không? Cái đó là thói quen của mình đó quý Phật tử. Mà tại vì chúng ta cả, không có cái gì mà gọi là khó cả, mà tại chúng ta cứ nuông chiều thói quen của mình. Chưa bao giờ quý Phật tử lên tiếng để mà mình rầy mình la cái thói quen của mình cả. Thầy nói ví dụ như bây giờ quý Phật tử lỡ mà nhắm mắt buồn ngủ, giật mình tỉnh giấc, mình rầy nó liền. Mình rầy đừng có ngủ nữa, phải không? Vô lượng kiếp tới bây giờ, nhân duyên như qua linh thoại, lâu lắm rồi mình mới có duyên để mình nghe lời của Phật dạy. Vô minh mình đã ngủ nhiều rồi, tại sao bây giờ vẫn còn ngủ? Quý Phật tử hãy rầy thói quen của mình. Một lời nói nhẹ nhàng ở trong tâm của mình, tức là thay đổi thói quen của mình. Đừng có nuông chiều nó hoài quý Phật tử. Thí dụ như bây giờ đó, cái bà đó bà chửi mình, cái thói quen của mình là gì? Là chửi lại, đó là thói quen của mình, đúng không? Mình không chửi lại bằng môi, bằng miệng, bằng lưỡi, mà mình chửi lại bằng con mắt của mình, mình chửi lại bằng bờ môi của mình. Cái lưỡi của mình đó có nghĩa là lên tiếng, bà đó chửi mình chửi lại. Còn mình chửi không được, con mắt của mình trợn lên, đổ quét cái mặt con mắt của mình. Mình chửi không được nữa, cái bờ môi của mình tím liệm. Thấy không? Mình chửi người ta không phải chỉ bằng âm thanh của miệng, mà bằng ngôn ngữ của đôi mắt nữa kìa. Đó là thói quen, mình cứ nuông chiều nó hoài, phải không? Ông Phật nói con à, con là Phật tử rồi, con mặc áo tràng lam rồi, con bỏ qua đi con. Tất cả những lời mà chửi bới của thiên hạ là rác rưởi của ngôn ngữ, con mặc áo tràng lam rồi, đừng khòm xuống ôm rác rưởi về con à. Phật kêu vậy đó. Mà con ma nó thì thầm bên lỗ tai, đừng có nhịn con mẹ này. Con mẹ này là hồi nào tới giờ mẹ hay vô đây, mẹ làm cha làm mẹ lắm. Mẹ chửi mình chửi lại đi.
tự nhiên mình sân lên liền, nó lên tới cần cổ rồi bắt đầu nó nhảy ra bờ môi, là bắt đầu cột vạt áo tràn lên, quơ tay quơ chân chửi tới tấp. Tất cả chúng ta cứ đuông chiều thói quen như vậy thì đánh mất hai cái chữ tu hành thiêng liêng của mình liền đó quý Phật tử. Mặc dù mình nghe hai tiếng tu hành nó quen thuộc dữ lắm, nhưng mà nếu mà mình hiểu rõ và làm thực hành đúng cái nghĩa của nó, quý Phật tử ơi, khỏi cần cầu nguyện và A Di Đà tiếp dẫn con, khỏi cần. Nếu mà quý Phật tử thực hành đúng cái từ thiên liêng của hai chữ tu hành đó, Phật A Di Đà xuống dẫn đi liền, khỏi cần cầu nguyện, khỏi cần gian sinh. Đi đúng con đường rồi quý Phật tử, ra đúng xe, lên đúng xe rồi, hiểu không? Còn bây giờ đi trật đường rồi, đón xe thành phố Hồ Chí Minh mà đi xuống với chỗ nào ta? Đi xuống Sóc Trăng đón, thí dụ vậy đi. Thành phố Hồ Chí Minh là bến xe Cần Thơ nó chạy đường lên vậy nè, mà đi xuống Sóc Trăng đón xe đi đường xuống rồi làm sao? Cho nên mình đứng mình cầu nguyện, mình van vái hoài, quý Phật tử cũng chẳng bao giờ gặp được chiếc xe thành phố Hồ Chí Minh. Còn mình đứng cái điểm đó rồi, quý Phật tử không cần cầu nữa, một chút chiếc xe chạy lại thằng lơ phóng xuống bồng mình lên xe liền đó quý Phật tử. Hiểu không? Thầy ví dụ như vậy cho quý Phật tử hiểu. Đúng con đường rồi, chiếc xe Phật đi ngang rước lên liền. Đâu có gì đâu mà mình cần phải quỳ xuống, mình gian xin, mình năn nỉ Phật hoài. Người nào mà năn nỉ Phật hoài là người đó coi chừng đi lạc đường rồi đó quý Phật tử. Lạc đường rồi, giống như đứa con lạc cha mẹ rồi là kêu réo sùm hết đó. Mình mà quỳ mà mình cứ kêu Phật A Di Đà cứu con, Phật A Di Đà cứu con là biết rồi, đi lạc đường rồi. Phải không? Đứa con nào mà lạc đường, lạc cha, lạc mẹ rồi, nó vừa khóc bù lu bù la, nó vừa đi kiếm cha mẹ, nó kiếm hoài đâu gặp. Mình cũng vậy. Mỗi lần mà người nào nói con vô con nhìn Phật con muốn khóc là biết mẹ này đi lạc lâu lắm rồi nè. Kiếm cha mẹ mình mà khóc. Còn người nào gặp rồi đâu có khóc đâu, phải không? Gặp Phật mà mừng có nghĩa là mình chưa bao giờ đi lạc. Còn cứ gặp Phật mà khóc hoài, nó lạc từ vô lượng kiếp mà nó mang đến cái kiếp này luôn, cho nên rồi cứ khóc hoài. Cho nên tu mà cứ khóc hoài, bi ma nó sẽ nhập vào trong tâm của mình. Nó thấy bà này tu mà bà cứ khóc hoài, nó nhập vào trong tâm. Mỗi lần gặp Phật khóc, mỗi lần gặp Phật khóc, ai nói chuyện đến Phật là khóc, bi ma nó nhập. Quý Phật tử ơi, ma đứng xung quanh mình rất là nhiều. Nếu tu hành của mình không phải là một hàng rào kiên cố, bi ma, hỷ ma nó nhập vào trong tâm của mình đó quý Phật tử. Cho nên có nhiều người tu, tự nhiên ngồi cái đụng đau khóc đó, về nhà cũng khóc, chồng nó nói chàng ơi, từ ngày cho bà đi vô đạo tràng, bà tu bà về, bà giống như chết rồi, bà ngồi đâu, bà cú rũ đó, bà cứ khóc hoài. Mùng một Tết bà ngồi bà khóc, mừng ăn sao lên. Thấy không, bi ma nó nhập. Ở ngoài Đà Lạt có một thầy đó ngồi thiền định, nhưng mà ngài ngồi thiền định, ngài cứ suy nghĩ trong đầu, hãy quan hỷ cho tất cả, quan hỷ cho tất cả, đừng để gì hết, đừng để chất chứa trong lòng. Quý Phật tử nghe một người nói như vậy quá tốt phải không? Nhưng mà nếu cái tâm mình vẫn còn chấp trong cái chỗ tu phải quan hỷ, cứ chấp, hỷ ma nó nhập. Ông ngồi thiền giữa rừng mà ông cười hoài luôn, và ông cười suốt đến ngày ông chết đó quý Phật tử. Cứ cười hoài, hễ mà ai nói tới Phật là ông cười. Ông cười rồi ông nói ông là Di Lặc hiện thân, rồi ông cười hoài. Rồi từ cái lúc đó cho đến ngày chết ông cứ cười không. Đó là hỷ ma nó nhập. Mình tu như vậy nè quý Phật tử, con ma đứng trên kia nó nói chàng ơi, mấy đứa bay tu không nhầm gì đâu, tao nhảy mũi một cái nè, văng hết không còn đứa nào. Ma dương nó đứng nó nói như vậy. Nhưng mà sở dĩ quý Phật tử mà còn ngồi được ở đây là sự che chở điều thứ nhất. Ở đây mình nói từ thấp tới cao nha, điều thứ nhất của hộ pháp. Vi Đà hộ pháp, phát nguyện làm tam châu cảm ứng để độ chúng ta. Hộ pháp che chở mình một phần. Quý Phật tử ơi, con hòa tu Kiết Long Dương đó, cái núi Tu Di nó cao lắm, trái đất mình ở đó. Ví dụ thầy nói cái núi Tu Di này nó giống như cái nhà đi, nó cao như cái nhà, thì cái cõi ta bà trái đất của mình nó giống như trái bóng bàn vậy đó. Nó đang quay xung quanh cái nhà vậy nè. Là ở ngoài trái đất của mình có cái núi Tu Di, mà con hòa tu Kiết Long Dương là con rồng đó, nó dài tức là nó quấn 7 vòng cái nhà của mình luôn. Thì quý Phật tử ơi, nó lại thảy cái đuôi một cái là trái đất mình bể hết rồi, hiểu không? Nhưng mà tại sao mà nó không làm bể trái đất mình? Bởi vì Long Thi Hộ Pháp Vi Đà, ông hộ pháp tên là Vi Đà, thấy không? Ông đạp lên đầu con hòa tu Kiết Long Dương, ổng chống cái cây kim giản của ổng lên trong cái miệng của con rồng, ổng hàng phục con rồng đó, cho nên chúng ta mới bình yên tu. Đó là điều thứ nhất đó quý Phật tử.
Cho nên người con Phật mà tu mà không lên ông hộ pháp là kể như thất bại dữ lắm luôn quý Phật tử. Cái ân đầu tiên là Đức hộ pháp giữ cho cõi ta bà của mình bình yên, không bị sự quấy nhiễu của hòa tu kiết Long Dương. Vậy đó mà quý Phật tử lên mà quên xá ông hộ pháp là cái như mình giống như kiểu mà người ta mang ơn cho mình mà mình không có chào, không có cảm ơn gì đó. Tại sao trong chùa thờ hộ pháp ông rất là linh hiển? Tại vì bản thân hộ pháp là nó có hai chữ tu hành trong đó rồi. Mình đó là cái nhân tu hành, mình vô trong đạo tràng quy y Tam Bảo giữ gìn năm giới, nó chỉ là cái nhân tu hành. Còn hộ pháp Vi Đà là quả của tu hành, hiểu không? Cho nên mình tu, ví dụ như quý Phật tử, thí dụ thôi nghe, hộ pháp Vi Đà là cái quả xoài chính, là quả. Thì quý Phật tử cái nhân của mình là gì? Cái nhân của mình là phải là cái hạt xoài, hiểu không? Thì hộ pháp gia hộ cho mình liền. Hộ pháp tìm cách để cho hạt xoài của mình nảy mầm liền, gia hộ cho mình để thành cây xoài, gia hộ cho mình để thành hoa xoài và thành trái xoài. Hộ pháp sẽ gia hộ. Còn nếu mà mình đi vô trong đây, hộ pháp là trái xoài chính, mà mình đi vô trong đây mình đem mấy cái hộp khác vô, quý Phật tử ơi, hộ pháp bứng gốc hết, không có cho mà trong cái vườn cây xoài này không để cho những cái thứ cây tạp khác nó mọc vô, hiểu không? Cho nên quý Phật tử ơi, có khi đó mình đi vô trong chùa, thầy chủ trì không có đuổi mình, tại vì ông hộ pháp ông dặn rồi, ông thầy chủ trì ông lo tu đi, ông lo tu đi, ông khỏi cần đuổi ai hết, ông lo ông tu đi, ông lo ông tu giùm tôi đi, còn mấy cái đứa này là để tôi, cây tạp là tôi nhổ sạch luôn. Mà quý Phật tử ơi, thầy nói đó, một thầy chủ trì có thể đuổi, giận quá đuổi một thầy đó đi, thí dụ nghe, đuổi một cô đó đi, cái cô đó vẫn còn sống, bởi vì thầy chủ trì đuổi mà chưa bứng gốc mà, phải không? Cho nên vẫn còn có thể tu lại được, lâu lâu quay về xin sám hối vẫn mọc cây lại như thường. Nhưng mà hộ pháp bứng gốc rồi, quý Phật tử ơi, ở chỗ nào cũng chết hết. Mà hộ pháp không có bứng gốc hết đâu, hộ pháp từ bi lắm, nó làm trật hộ pháp vẫn cho nó như thế để mà chờ cơ hội sửa sai của nó. Trừ trường hợp nó làm quá sai rồi thì hộ pháp thấy không còn có thể xài được nữa, để nó ở đây là nó làm chết mấy cây khác luôn, mấy cây tốt ở trong chùa, để cái cây này là nó làm chết mấy cây tốt hết, thì hộ pháp bứng gốc đó thôi. Bứng gốc ra rồi quý Phật tử ơi, tàn tạ lắm. Thầy đã nói mấy lần rồi, cho nên cần phải có chữ tu hành. Không phải chỉ ở cái chùa này không, mà tất cả các chùa mình tu cũng vậy, là mình đang trồng cái hạt giống, nó giống như Bồ Tát hộ pháp vậy đó. Mình đem vô trong đạo tràng của mình cái hạt giống khác là Bồ Tát hộ pháp không chịu đâu, hiểu không quý Phật tử? Mình đem mấy cái hạt tùm lum tùm la nó mọc cùng hết trơn, cái bắt đầu nó giết chết mấy cái cây xài được, hiểu không? Ở đây thí dụ như cây từ bi đi, gieo cái hạt từ bi, cây từ bi đó lên, mà tự nhiên quý Phật tử vô trong đạo tràng này mình gieo mấy cái cây như là sân hận rồi hỗn sược, mình gieo tùm lum mấy cây đó mọc lên, cái nó che cây từ bi, rồi cây từ bi nó chết rồi sao, hiểu không? Cho nên mấy cái đó thì hộ pháp từ bi lắm, nó mọc lên cao cao hộ pháp cũng để từ từ coi mày có sửa không, chừng nào mày không sửa nữa tao không có cần mày sợ tao đâu. Thí dụ hộ pháp nói gì đó, có một cái người nào ở ngoài chùa mà hung dữ này kia, hộ pháp nói tao không có cần mày sợ tao đâu, cái điều quan trọng là nhân quả nó đến kìa, rồi mày có sợ nó hay không, chứ mày đâu cần mày sợ. Mày không cần sợ ông chủ trì, mày cũng không cần sợ mấy sư cô mấy thầy, thấy không? Mày không cần sợ ai hết, không cần sợ Phật luôn. Nhưng mà tao nói cho mày nghe, hộ nhân quả nó đến mày mới sợ nó đó. Cái nhân quả nó ghê lắm nghe các cô. Có đôi khi mình làm tình làm tội, nhiều khi mình vô chùa mình mắng mình chửi, mình làm tình làm tội này kia, chèn hết tôi chửi đó mà tôi có bị gì đâu, mấy bà đừng có hù tôi, thí dụ vậy. Nhưng mà không phải, ông hộ pháp từ bi, mày chửi đó là tại vì mày vô minh, mày chưa có biết, thôi đi, không biết thì không tội, hiểu không? Từ bi cho mình. Nhưng mà rồi nếu mà mình còn cố tình mình làm nữa thì quý Phật tử ơi, bứng gốc một cái rồi là chết liền. Cho nên cái tu hành ở đây thầy muốn nói với quý Phật tử, mình đi đến đâu trong đầu của mình cũng phải có hai chữ tu hành. Tu là vô chấp, hành là thể hiện sự vô chấp đó khắp mọi nơi. Mình nói rằng là tôi không giận là tu, nhưng mà đi khắp nơi mình không giận bằng con mắt, không giận bằng lỗ tai, không giận bằng cái lỗ mũi, không giận bằng cái miệng, không giận bằng thân.
thầy nói thiệt với quý Phật tử đó, thầy không phải là Bồ Tát gì đâu, nhưng mà thầy đang tập theo hạnh Bồ Tát. Chúng sanh mà chửi thầy nhiều, chửi chùa nhiều, không giận. Mình đừng có giận quý Phật tử, tại vì mình thể hiện cái sự vô chấp rồi giận làm gì, hiểu không? Mình tự quán tưởng người ta chửi nhiều, người ta đứng trước cửa chùa người ta chửi chùa nhiều, tức là người ta dung phân cho cây bồ đề của mình nhiều. Thầy nói thiệt với quý Phật tử, hồi xưa quý Phật tử nào biết chùa Bủ Liên Cây Bàng không? Hồi đó thầy không bị ai chửi hết, cái chùa sập sệ gần chết luôn, không ai chửi hết đó, cái chùa nó muốn sập luôn vậy đó. Mà từ ngày nó chửi chùa quá trời chửi, cái tự nhiên cái chùa nó cao lên thiền, nó dùng phân cái cây nó to lên chứ không có gì hết đó. Cho nên đó, thầy khuyên mấy cô dưới bếp hoài, dù có ai lại chửi kệ nó đi, cầu nguyện cho hai vợ chồng nó, hay cầu nguyện cho bản thân nó có đầy đủ sức khỏe để nó chửi tiếp, để cái chùa mình nó to thêm, hiểu không? Thành ra tu hành là cái chỗ đó. Mình là người tu, mình là người xuất gia, mình là người tu. Người ta chửi mình đó, quý Phật tử nhận hết đi, phần phướng không đó. Thầy nói thật luôn đó. Mình đứng ra mình chửi lại, tức là mình đem phân phướng đồ tốt người ta cho mình, mình đem mình luyện mình trả lại thì ổn không? Cây của mình càng ngày càng nghèo uổng. Hồi xưa thầy không biết, người ta chửi cái buồn dữ lắm, cho nên cái chùa nó muốn sập luôn. Người ta dung phân rồi lấy phân đem luyện ra, huyết rồi lá nó héo luôn, phải không? Sau này rồi nhờ đi chỗ này chỗ kia học đạo, người ta chửi cái bắt đầu thôi kệ đi, gom gom lại đi. Nó chửi mà nó chửi tùm lum, nó dung giải tùm lum vậy đó, thầy ra thì gom lại nữa, gom cho nó vô gốc cây vợ chùa được vậy nè. Cho nên bây giờ ai mà chửi mừng dữ lắm luôn quý Phật tử. Dạ nghe, nó chửi mừng lắm. Thí dụ nó chửi ngay tên mình, thí dụ nghe, nó chửi ngay tên mình, nó dung phân cho mình hết bệnh. Hồi đó bị thiếu máu não quý Phật tử, bác sĩ nói coi chừng có một ngày nào đó ông bị suy não ông chết, ông làm cái nghề giảng sư không được nữa đâu, bác sĩ nói vậy đó. Mà cứ nghe mà cứ đi giảng hoài là có ngày là khô não đó. Thầy mới hỏi thưa bác sĩ khô não là sao. Bác sĩ nói ông đi ngang chùa, ông không quẹo vô chùa, ông đi luôn ở ngoài đường, không biết cái gì luôn đó quý Phật tử. Vậy đó mà một thời gian uống thuốc không có hết, mà chúng sanh nó chửi ghét rồi cái hết luôn. Tự nhiên bây giờ đi vô bệnh viện khám khô não hết rồi, bây giờ mới đi giảng được, chứ mà cái bệnh nó còn làm sao đi giảng được. Rồi cái năm 2008 tự nhiên phát hiện bị tiểu đường quý Phật tử ơi. Đo đường 381 thì quý Phật tử thấy ghê không? Thầy từ Tuy Hòa, thầy ngồi Tàu Hỏa, thầy về Đồng Nai, thầy đi giảng quý Phật tử. Mà sao thế, trong người sao nó kỳ quá mà nó cứ khát nước hoài. Người ta cho mấy cái chai nước suối uống gần 6-7 chai nước suối gì đó mà cũng vẫn khát. Cái miệng nó cứ khô hoài, nó kỳ lắm. Rồi bây giờ từ ngày mà chúng sanh chửi tới giờ, bây giờ đường nó còn có 135 vậy hả, nó không lên, không xuống luôn. Phật tử Nguyên Quang ở Long Xuyên nè, Phật tử mừng dữ lắm luôn. Bây giờ tự nhiên rồi cái tiểu đường nó đúng là cũng có uống thuốc với Phật tử, nhưng mà uống thuốc là nó trị cái tướng bệnh, nhưng mà chúng sanh chửi mình ghét cái tâm bệnh mình nó hết luôn. Tại vì mình tập đó quý Phật tử, mình tu là vô chấp, mình phải hành vô chấp nữa, không dính mắc một cái gì hết. Cái điều quan trọng ở đây, Phật tử đến chùa tu mình cũng nhìn nó như thế, mà nó đến nó chửi mình cũng phải nhìn như thế. Nó tu thì mình yêu thương cũng 10, mà nó đến chùa nó chửi bới này kia cũng phải yêu thương tới 10. Quý Phật tử ơi, cái chùa là một cái bệnh viện. Người ta mạnh giỏi người ta đâu có vô bệnh viện, phải không? Đúng không? Cho nên cái chùa mà cái người nào mà hiền dữ lắm đó, chỉ vô thăm thôi, đi vô thăm cái bệnh viện. Tại vì hồi xưa con bệnh dữ lắm, nhưng mà nhờ cái bệnh viện này làm cho con hết bệnh. Bây giờ con vô trong đây con tiếp với bệnh viện để mà trị bệnh cho người khác. Giống bây giờ quý Phật tử này ngồi ở đây nè, ai hết bệnh đâu giơ tay lên coi. Mô Phật không ai dám giơ tay lên hết. Tụi con là bệnh nhân hết, phải không? Cho nên quý Phật tử là những bệnh nhân, mà mặc áo tràng lam là những bệnh nhân biết uống thuốc. Tức là 14-28 uống thuốc đều đặn, hiểu không? Còn có những người mà vô trong đây chửi chùa thì họ cũng là bệnh nhân thôi, bệnh nặng thôi quý Phật tử. Mà có bệnh nhân nào mà đưa vô bệnh viện mà bác sĩ đuổi bệnh nhân ra không? Có không? Cho nên có nhiều người nói thầy ơi sao nó vô nó chửi chùa, thầy không đuổi nó mèn ơi, nó bị bệnh dữ lắm rồi, mình không trị ai trị nó đây, phải không? Cho nên có nhiều khi quý Phật tử thấy người ta ở ngoài người ta cứ nói trời ơi cái nhà bếp gì đâu mà nó lộn xộn, nó gây lộn, nó chửi bới hoài. Thầy mới nói chàng ơi, cái chùa là bệnh viện mà, phải không? Nó bị bệnh nó mới vô đây nó nằm, chứ nó khỏe nó vô đây nó gây lộn làm chi,
Hiểu không? Nó đàng hoàng rồi, nó ở nhà nó có đạo tràng, nó tu mắc mớ gì mà nó vô trong đây. Nó bị bệnh nhiều lắm đó quý Phật tử, cho nên nó mới vô trong chùa. Mà vô trong chùa là nhập viện, có bác sĩ nào mà đuổi bệnh nhân đi ra khỏi cái bệnh viện không? Cho nên thầy mới trả lời với các vị đó, không sao đâu, kệ, nó bị bệnh nó vô đây nó nằm. Hiểu không? Nó nhớ nó uống thuốc thì nó mau hết, còn nó không nhớ nó không uống thuốc thì thôi. Tại vì đó, cái nhà thương đó quý Phật tử, nó nằm kế cái nhà xác, hiểu không? Thì đứa nào mà uống thuốc thì đi ra khỏi nhà thương là về nhà của mình. Còn nó vô mà nó bệnh mà nó cứ liều lĩnh, rồi nó ăn tầm bậy tầm bạ cho nó trúng, rồi cái nó bắt đầu nó vô nhà xác. Vậy thôi. Chứ còn bác sĩ đâu có ai đuổi đâu, phải không? Cho nên tu hành là như vậy. Tu hành là mình phải làm sao mình cởi mở, mình thương yêu tất cả mới được. Đừng có thấy ghét người này bỏ người kia. Thậm chí mấy cái đứa vô chùa nó chửi chùa nhiều, thậm chí thầy còn thương nó nhiều nữa. Tội nghiệp. Nhiều khi nó bị bệnh mà nó quên uống thuốc thôi, chẳng có gì cả, phải không? Nhờ nó mà có cái chùa to vậy cũng cảm ơn nó chứ đâu có gì đâu. Nó đem phân phướng, nó đem tất cả mọi thứ nó vô trong đây, nó làm cho chùa mình đàng hoàng lên. Hồi xưa chùa sập sệ, bây giờ chùa cao rồi. Không tin đó, thầy vẫn Phật tử hỏi thầy Hậu đi. Nó chửi chùa hồi lúc mà nó chưa chửi đó, quý Phật tử tu đây nè, không ai cúng đồ ăn hết á. Thầy nói thiệt luôn đó, thầy Hậu đi chợ mua muốn chết luôn. Mà từ ngày nó chửi tùm lum hết, chàng ơi, tới mà 13 thôi, nghe quý Phật tử tu là người ta cúng nườm nượp luôn, dư đem cho tiếp mấy cái chùa khác nữa. Quý Phật tử thấy nó là một sự linh hiển đó, chứ đâu có gì đâu. Tu hành là như vậy. Người nào, cái chùa nào mà thấy người ta vô chùa chửi mà đuổi đi ra là người đó dở lắm. Thầy chủ trì đó dở lắm á, phải không? Nhân khuy ngã thị phước, người ta chửi mình tức là người ta đem phước đến cho mình. Còn ngã khuy nhân thị tội, mình mà chửi người ta là mình có tội, bởi vì mình đem cái phước mình cho người ta. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên kệ nó đi, hoan hỷ hết, nhận hết tất cả mọi thứ. Có gì đâu mà phải sợ. Thì đó chính là hai cái chữ tu hành mà thầy muốn nói với quý Phật tử nhân cái dịp đầu xuân là như vậy. Mình ở nhà cũng thế quý Phật tử. Chồng không cho mình đi chùa, nó không sao hết, chồng đang dung phân. Cái quan trọng là mình có gieo cái hạt giống nhẫn ba la mật hay không, hiểu không? Nó không cho mình đi, đó là nó đang cho mình một mảnh đất màu mỡ. Mình gieo hạt giống sân hận vô thì nó lên cái cây sân hận, thì hai vợ chồng tiêu rồi. Chống trái lẫn nhau, quý Phật tử ơi, không bắt gặp nhau. Mà chồng nó tư tưởng một nơi, vợ tư tưởng một ngã, mấy đứa con nó ngồi ở đây nó bơ vơ lạc lõng đi. Mặc dù sống chung một nhà, nhưng mà quý Phật tử ơi, tự những đứa con nó có cảm giác nó đang lạc lõng, bởi vì bố mẹ nó không gặp nhau mà. Còn bây giờ nó đi học thiệt là xa, mà bố mẹ nó mãi mãi gặp nhau trong cùng một lối sống. Nó đi thiệt xa mà nó vẫn bình an. Còn nó sống ở trong nhà mà cha mẹ nó cứ như vậy hoài, thì quý Phật tử ơi, nó bỏ nhà nó đi. Bởi vì sao vậy? Mẹ nó là lửa, mẹ nó phực lửa, bố nó phực lửa hoài, những đứa con làm sao ngồi trong nhà lửa được đây? Phật Thích Ca Mâu Ni nói, không phải là cái cõi tam giới của mình là nhà lửa, mà trong căn nhà của mình cũng là nhà lửa luôn đó quý Phật tử, phải không? Rồi con cái của mình nó không ngồi trong nhà lửa nổi, cho nên rồi bắt đầu nó mới đi. Đầu tiên hết là đi để tránh nhà lửa, nhưng cuối cùng rồi nó đi ra khỏi nhà của bố mẹ nó là nó lạc ra thế giới của ma rồi. Hiểu không? Mình đừng có nói là mấy đứa con của con sao mà nó cứ đi theo mấy bạn bè xấu này kia. Mình chê trách con của mình, mình đổ lỗi cho con của mình, mà mình quên chính bản thân mình là nhân tố đầu tiên đẩy con của mình ra khỏi vòng tay thân ái của mình. Quý Phật tử hiểu không? Thiếu chữ tu hành ở trong đó. Chữ tu hành không phải vô trong đạo tràng đâu, mà tu ngay cái nhà của mình đó quý Phật tử. Nhà của mình là một đạo tràng tuyệt vời nhất đó, là nơi mà mình chiêu cảm tất cả những tần số yêu thương của mười phương chư Phật. Mình phải chiêu cảm được. Người nào mà nói vô trong đạo tràng tôi bình yên mà tôi về nhà tôi nặng như ở địa ngục, người đó sai rồi. Cái tần số này là tần số yêu thương, tần số của Phật phát ngay từ trên đỉnh đầu của mình, thì quý Phật tử đi đến đâu đều phát sóng yêu thương đến đó. Hiểu không? Cái điện thoại di động của mình thì mình đi chỗ nào cũng phát sóng, cũng bắt sóng được mà. Quý Phật tử phải nhớ như vậy. Tần số yêu thương của chúng ta ở đây như thế nào, về nhà cũng phát y như thế đó.
Người ta khen mình tần số yêu thương cũng như thế thôi. Số điện thoại mình là 09000 gì đó thì người ta chửi mình cũng số điện thoại đó, mà người ta khen mình cũng chỉ xài số điện thoại đó. Cái tần số yêu thương của mình là như vậy thôi quý Phật tử à. Cho nên người thương người ghét gì cũng được cả, không sao hết. Cái điều quan trọng làm sao cho trái tim của mình nó có một nhịp đập bình như thế. Người ta khen mình cái đập nhanh, người ta chửi mình cũng đập nhanh lên trái tim như vậy thì đâu gọi là trái tim bình đẳng được đâu. Phải không? Thiện ác phải bình đẳng. Có nghĩa là thương ghét phải bình đẳng, khen chê phải bình đẳng. Thì như vậy mới có hai chữ tu hành. Tu hành của mình mà khen chê mình cứ lẫn lộn, thương ghét mình cũng lẫn lộn hoài, không có được đâu quý Phật tử. Khổ tâm mình lắm. Đốt phá cái công đức của mình. Thầy nói thiệt luôn quý Phật tử ơi, người ta đốt lửa trước mình á, người ta đem cái ngọn đuốc ta vô nhà mình, mình đổ thừa bà này bà vô trước cửa chùa bà chửi chùa. Không có chửi đâu, nó đang đốt lửa. Mà cái người nào ở trong đây nè mà nhìn thấy lửa đó là gì, cảm ơn bà đó, bữa nay bà đem lửa vô bà làm sáng cái sân chùa, bà sửa ấm cái sân chùa. Chàng ơi, nhờ có bà mồi chút xíu để dành nấu cơm nấu nước. Nếu mà chúng ta thấy được như vậy thì quý Phật tử thấy tu hành mình nó tuyệt vời không? Người ta chửi mình mà mình lại có nồi cơm có ấm nước, tuyệt vời không? Tự nhiên nhào ra phóng dù lửa cho phỏng ta cho cháy nhà lên luôn, thất bại không? Người ta cầm lửa mình phải biết cách để sử dụng lửa, biết nhìn lửa là như thế nào. Bản thân lửa không có tội, hiểu không quý Phật tử? Cho nên sự sân hận của một con người hoặc là sự mắng chửi của một con người bản thân nó không tội. Tội là cho chúng ta không có cái nhìn. Ngôn ngữ mà thí dụ như thầy nói, ví dụ như nói mấy cái bà ni trong chùa này mà tu hành cái gì, thí dụ vậy đi. Ngôn ngữ đó đâu có ý nghĩa gì đâu. Tự ý thức phân biệt của mình từ vô lượng kiếp cho rằng cái câu đó là nặng nề, rồi tự mình giết chết mình, tự mình đè nặng mình, tự mình ngồi mình khóc, tự mình sân, rồi tự mình đánh mất đi cái hai chữ xuất gia của mình. Còn mình thấy tất cả những ngôn ngữ đó mình cứ quán tưởng đi, mình đánh rời ra từ chữ đi. Ví dụ như mấy bà này mà tu hành cái gì, rồi mình lấy ra từ chữ A, B, C, G, D, mình lấy ra từ chữ thì nguyên câu đó thành một nhúm ngôn ngữ không ý nghĩa gì hết. Tự chúng ta tạo cho chúng ta có cái ý nghĩa phân biệt đó. Thầy ví dụ khốn nạn, tự động bà đó bà lợi bà nói mình khốn nạn. Người miền Nam mình nghe cái là bắt đầu nổi xung thiên lên rồi, mẹ này chửi tôi. Nhưng mà thiệt sự khốn nạn là gì? Là cái sự tự trách mình. Người ngoài Hà Nội, người ngoài miền Bắc nói con khốn nạn cho con quá, tức là khốn đốn và hoạn nạn. Cuộc đời của con nó khổ. Người miền Nam thì nói rằng là cuộc đời của con sao mà nó khổ quá. Nhưng người miền Bắc nói cuộc đời của con nó khốn nạn quá, là khốn đốn và hoạn nạn. Nhưng mà đem vô miền Nam rồi, người miền Nam mình hiểu sai rồi, bắt đầu ý thức phân biệt sai lầm từ xưa tới bây giờ, nghe hai từ khốn nạn cái bắt đầu nhảy dựng lên liền. Thấy không? Đó là chúng ta tự giết mình chứ đâu có ai giết mình đâu. Ngôn ngữ nó đâu có tội đâu, phải không quý Phật tử? Cho nên tu hành là gì? Phải đi sâu vào cái hồn của ngôn ngữ, đừng có nhìn vào cái bề mặt của ngôn ngữ. Cũng giống như mình đi biển vậy đó, mình tìm hiểu cái nét đẹp của biển không phải là những đợt sóng mà cao bằng cái nhà, mà hãy nhìn thấy sự thanh bình từ trong đáy biển. Hiểu không quý Phật tử? Đừng có đứng trên cái nhìn trên ngọn sóng, lao vào trong ngọn sóng là bị ngọn sóng nó nhấn chìm liền. Mình lao vào trong tất cả những khen chê của cuộc đời, mình sống trên bờ môi của thiên hạ, thì quý Phật tử sẽ bị sóng của cuộc đời nó nhận chìm mình. Hãy sống trong trái tim của Phật, hãy sống trong lòng của biển cả yêu thương. Mình lặn xuống tất cả trong cái đáy biển yêu thương đi, quý Phật tử xuống đó coi, bình yên dữ lắm luôn. Hiểu không? Quý Phật tử coi trên TV, quý Phật tử thấy rằng là tất cả những cái thế giới mà dưới đáy biển đó nó bình yên lắm quý Phật tử à. Đức Phật dạy cho chúng ta hãy lặn sâu vào trong biển yêu thương. Nhưng mà mình nghe cái câu nói đó mình không hiểu, tại vì mình cứ hời hợt lắm quý Phật tử à. Không ai chịu lặn sâu trong biển yêu thương hết. Mình cứ đứng trên mặt biển. Vì sao vậy? Vì còn bản ngã. Bản ngã của mình là gì? Là một con thuyền nhẹ nhàng nó nổi trên mặt biển đó, rồi bắt đầu bị sóng biển nó dập dùi hoài. Cho nên còn con thuyền là còn bản ngã. Còn bản ngã là còn khổ đau. Quý Phật tử hiểu không? Bản ngã là phân biệt mà. Cho nên hai chữ tu hành của mình từ từ của mình đánh mất,
rồi có bắt đầu sóng nó dập dù này kia. Một là chết trong sóng luôn, hai sợ quá bơi vô bờ nghỉ tu luôn, hiểu không? Bà ngủ tu lợi chùa nào tu chứ lợi chùa Bủ Liên Cây Bàn không chơi rồi bà ơi, vô trong chổng nó dù dù dập dữ lắm luôn. Mấy bà không biết chứ tôi ở đó lâu tôi biết nè, vô trong chổng là kể như chết chứ không phải chơi đâu. Trời ơi, mấy cái bà dưới bếp trong chùa Bủ Liên hung dữ dữ lắm, nghỉ không có tu. Ví dụ vậy là tự nhiên chúng ta đã không có lặn sâu đều trong đáy biển yêu thương rồi đó. Quý Phật tử ơi, thí dụ như bây giờ mình đi đến một cái nơi đó, đi dù trong phòng thi mà nói thôi đi thi khó quá, về không, tôi không thi nữa. Chàng ơi, thi là gì? Là một cái môi trường nơi đó để trắc nghiệm được kiến thức của mình, đúng không quý Phật tử? Còn mình vô đây mình tu là tất cả mọi cái chướng ngại của cuộc đời, mọi khó khăn của cuộc đời, thí dụ ở nhà bếp mình nó làm mình khó khăn, thí dụ vậy đi, rồi người ta ở ngoài đời người ta chửi bới mình đi, đó là khó khăn, đó là một cái lần, đó là một cơ hội cho chúng ta thi để trắc nghiệm hai chữ tu hành. Trắc nghiệm đó, người nào mà giận là hai chữ tu hành của mình giống như thi rớt vậy đó, không được điểm trung bình luôn nữa. Chỉ cần người ta nói người ta chửi thôi mà cái mặt của mình thay đổi rồi là kể như không đạt điểm tốt rồi quý Phật tử, phải không? Trần Quyền Trang mà ông thay đổi cái rồi ông đâu có thỉnh được vô tự chân kinh đem về, quý Phật tử hiểu không? 81 nạn mà thỉnh được vô tự, mà vô tự đó chính là vô ngã, là vô chấp đó quý Phật tử, là cái chân kinh vô chấp, cái chân kinh không có chữ, cái chân kinh không có lưu liếng, chân kinh không có vấn vương, hiểu không? Còn mình tu ở đây mình lưu liếng, mình vấn vương đủ điều hết. Vô trong đây vấn vương cái gì? Ví dụ như bạn đạo với nhau 14 này tu, ngày 13 bắt đầu mình lưu liếng vấn vương rồi, ngày mai thế nào cũng gặp mấy cô đó lại rồi, bắt đầu nói chuyện mừng dữ lắm luôn. Tu mà vẫn còn lưu liếng vấn vương, mình phải làm sao? Mình đi bằng Phật, đi bằng đôi chân của Phật, nhìn bằng đôi mắt của Phật, không có lưu liếm quấn vương bằng những cặp mắt phàm phu nữa, hiểu không quý Phật tử? Đừng có cảm tính thường tình nữa. Tôi thích cái chùa này, tôi thích cái chùa kia, tôi thích cái cô đó này kia, rồi bắt đầu sẽ gặp nhau này nọ. Bỏ bớt cái đó đi, những cảm tính đó nó sẽ không giúp cho chúng ta gặp Phật được. Cảm tính là một lớp mây mù, một lớp sương mù. Thầy nói ví dụ như trên con đường đi về Phật, mình sân hận với nhau hoài, mình chê bai nhau hoài, chỉ trích nhau hoài, cũng giống như trên đoạn đường của mình đó, quả diệm sơn nó phun lửa. Trần Quyền Trang còn đi qua không nổi mà, phải không quý Phật tử? Đi qua không nổi luôn, mà muốn qua được phải quạt tắt lửa diệm sơn, mà muốn quạt tắt lửa quả diệm sơn phải mượn cái quạt ba tiêu, hiểu không? Quạt ba tiêu của ai? Thiết Phiến công chúa. Vợ của ai? Ngu Mai Dưa. Mẹ của ai? Hồng Hài Nhi. Thiết Phiến công chúa là La Sát nữ, là sân, quý Phật tử hiểu không? Mà mình sân mà mình đi mượn quạt của ai? Mình sân mình phải lấy cây quạt của mình ở trong miệng của mình ra nghe. Quý Phật tử nhớ cái câu chuyện đó không? Cái miệng này chửi người ta, muốn cho nó hết tội thì lấy cây quạt từ trong miệng của mình quạt tắt lửa. Cái miệng này ngày xưa chửi người ta thì miệng, cái miệng này phải sám hối mới được. Còn chửi người ta mà không sám hối là kể như tiêu tùng. Kiếp sau mình sinh ra không có lưỡi, đó là nhân quả. Không lưỡi ở đây có nghĩa là không phải là sinh ra nó không có cái lưỡi nghe, mà nó nói chuyện không được, tại vì nó chửi người ta nhiều quá, nó xài ngôn ngữ phung phí quá. Bây giờ đó nhân quả, nó nói con nhỏ này mày xài, người ta cho mày tôn tử để mày giao tế, cho mày ngôn ngữ để mà mày làm thiện, cho mày ngôn ngữ để mày biết con đường tốt mày đi, mà mày sử dụng ngôn ngữ này phung phí quá, mày dục dãi quá, mày đi vô chỗ này mày chửi người kia, người ta không có nói chuyện với mày, người ta không chửi lại mày, không phải người ta sợ mày đâu, nhưng mà người ta để cho nhân quả xử mày. Kiếp sau không có cái lưỡi mà nói chuyện không được, mình phung phí quá cho nên bây giờ mình không còn lời lẽ để nói nữa, hiểu không quý Phật tử? Cho nên hai chữ tu hành này nó dễ dữ lắm quý Phật tử à. Cái quạt ba tiêu nằm trong miệng của Thiết Phiến công chúa, tức là Thiết Phiến công chúa là La Sát nữ, là sân, mà mình sân mình phải quạt, tự mình quạt tắt lửa sân của mình, hiểu không? Mà sân là gì? Mà Ngu Mơ Dương là ai? Là con trâu. Con trâu nó có hai cái sừng phải không? Là si.
Hai cái sừng là tượng trưng cho sự cố chấp của mình. Chấp bên đây, chấp bên đây, chấp bên đây, chấp bên đây, chấp hoài luôn. Ba hồi thương cái này, ba hồi ghét cái kia, ba hồi thương cái kia, ghét cái này. Là hai cái sừng trâu của Tương Ngưu Ma Dương. Là si. Quý Phật tử hiểu không? Mà si nó kết duyên với sân, nó đẻ ra cái thằng tham, Hồng Hài Nhi đó. Tham vọng điên cuồng, mới có chút kéo vậy mà tự xưng là đại dương. Quý Phật tử thấy không? Còn mình cũng vậy. Nếu mà trong lòng của mình thằng si mà nó sánh duyên với con sân, đẻ ra thằng tham liền. Tham vọng điên cuồng, phải không? Mà tham vọng điên cuồng nó thể hiện nhiều thứ lắm quý Phật tử. Tôi nói thiệt với bà mới vô đây tu, bà ăn chay mới con năm, tôi ăn chay 3 năm rồi là tham vọng điên cuồng rồi. Thằng si nó kết duyên với con sân, nó đẻ ra thằng tham đó. Tham vọng, khoe khoang, cống cao, ngã mạn, đó là tham vọng điên cuồng. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta tu đó, hai cái chữ tu hành này nó thật sự nó không có khó đâu quý Phật tử à. Lý do là tại vì mình chưa có hiểu được nó. Hiểu không? Từ xưa tới bây giờ mình kiểu đi chung và nắm tay với cái xác của hai chữ tu hành, mà chưa một lần nào mình ngồi mình tâm tình với cái hồn của hai chữ đó. Bây giờ năm mới rồi, phải làm sao mình sống bằng cái hồn của hai chữ tu hành, để rồi mình hiểu rõ. Từ đây trở về sau, người nào mà bị người ta chửi mà mình cười, mình vui là mình đã sống trong hai chữ tu hành chân chính rồi đó. Mình sống với Phật phải thật mới được quý Phật tử ơi. Đừng có sống trên bờ mô của thiên hạ nữa. Người nào mà bị thiên hạ chửi mà rung rinh đó là đang sống trong bờ mô của thiên hạ, mà không có sống trong trái tim của Phật. Còn thiên hạ chửi mình, thiên hạ mệt chứ mắc gì mình mệt, phải không? Nó còn đủ sức khỏe, nó chửi thì kệ nó đi, rồi một ngày nào đó nó già, nó không còn khỏe nữa thì nó đâu có chửi nữa đâu. Nó chửi mình, nó nói cỡ nào mình cũng đâu có sụt ký lô nào. Mà nó khen ngợi mình cũng không có lên ký lô nào hết. Thầy nói thiệt, thầy cứ nói với nhà bếp hoài à, mấy cô á, bây giờ nó vô nó chửi thầy nè, thầy cũng đâu có xuống ký đâu. Mà nó nói, chèn ơi, thầy Minh Thành giống ông Phật sống quá, có lên được ký lô nào không? Kệ đi, nó còn khỏe, cứ để cho nó chửi, không sao hết. Chuyện bình thường, nó chửi nhiều chừng nào, phúc nó đến nhiều chừng nấy. Quý Phật tử nhớ một câu như vậy. Đừng có cho rằng người ta chửi mình là mang quả nha, phúc không đó. Mà người ta khen mình, coi chừng quả dữ đang đến đó. Hiểu không quý Phật tử? Có ai trồng cây mà lấy dầu thơm, lấy sữa tưới nó không? Lấy dầu thơm, lấy sữa mà tưới nó chết luôn à. Cho nên tu mà người ta khen mình hoài, coi chừng chết đó. Còn mà người ta đem sình, đem rác, đem này kia cái nọ, người ta dung vô trong gốc cây, đừng có nghĩ là dơ, là xấu. Phong không đó quý Phật tử à. Nó xanh lá, nó ra hoa và nó kết trái được đó. Hiểu không? Tu hành là gì? Tu là con trồng hạt giống. Còn hành là gì? Kết hoa trái yêu thương. Hai chữ tu hành đơn giản như vậy đó quý Phật tử à. Còn mình ở đây đó, trồng thì trồng, không có đợi nó ra hoa đâu. Hiểu không? Trồng cái cây từ bi vậy đó, mà bà đó bà đem lửa vô thì bưng cái cây mình chạy chỗ khác đi. Hiểu không? Tránh vô có hổ mặt nào, người ta vô người ta chửi thì thôi đóng cửa vô trong phòng. Nam Mô A Di Đà Phật, nó vô nó đem lửa vô, thôi con sợ quá cho con cầm cái cây từ bi con chạy vô. Không, chườm cái mặt mình ra, bưng nguyên cây từ bi thảy vô lửa rồi nó héo queo luôn. Thấy không? Người ta chửi mình héo liền quý Phật tử, bởi vì lòng từ bi của mình không biết bưng đi. Mình chạy vào trong chỗ khác, mình bưng cái từ bi, mình né cái đống lửa của nó, đâu phải mình sợ nó đâu, hiểu không? Mà mình trân trọng thành quả của mình. Chạy nói mình trồng cái đó khó lắm mà. Từ sáng cho tới chiều ngồi để tu mới trồng nó được một chút gì đó, mà ai đem lửa lỡ cái thảy nguyên cây vô à. Quý Phật tử xài sang quá. Sang thiệt luôn quý Phật tử à. Biết bao nhiêu cây từ bi quý Phật tử trồng. Trồng xong đem luyện vô lửa. Trời ơi, chúng sinh nó ở bên ngoài đó, là nó thấy mình mà có cây nào ngon ngon là lại nó đốt liền. Mình không biết giữ là kể như tiêu. Ma nó thấy mình có công đức, nó dụ dữ lắm. Cũng giống như bây giờ ở bên casino, nó biết ai giàu rồi cái nó gài lại qua bệnh đánh là thua tiền hết. Hiểu không? Ma là gì? Là canh bạc của cuộc đời. Còn chúng ta tu là gì? Những đại gia trong đạo Phật đó, đầy đủ phước báo. Thành ra còn nó vô nó kiếm mấy người tu nó quậy thôi. Còn mấy người ngoài đời nó quậy làm gì? Có đồng bạc nào đâu mà nó quậy. Hiểu không? Có công đức đâu mà nó quậy. Cho nên quý Phật tử đừng có nói sao con nhỏ này bà nè, rồi nó nè, sao mà ngon, đi ra ngoài đời chửi, đi vô chùa chửi làm chi, ví dụ vậy. Không phải.
ở ngoài đời nó có công đức đâu mà vô. Nó vô trong đây nè, nó thử thách mấy người của mình có công đức nè, nó hủy hoại công đức. Vì sao vậy? Vì cái đầu của nó ma dương đã nhập nó rồi, ma đã nhập vô miệng nó rồi, nó nhào vô trong đây. Cái thân của nó cũng bị ma nhập rồi, nó vô trong đây để nó quậy công đức của mình. Vậy mà mình không sáng, mình không thấy được cái hồn của hai chữ tu hành. Cho nên cuối cùng rồi bắt đầu mình đem công đức của mình đặt vô canh bạc của cuộc đời, hiểu không? Canh bạc của ma. Nó chửi mình chửi lại, rồi lòng từ bi của mình bị nó ăn, phải không? Nó chửi mình cái bắt đầu mình đau khổ, rồi bắt đầu đặt vô lấy niềm vui, đặt vô canh bạc của cuộc đời, rồi xong luôn. Đem tất cả những cái nụ cười đặt vô canh bạc cuộc đời, đem tất cả lòng từ bi yêu thương đặt vô canh bạc cuộc đời, đem tất cả những niềm tin với Phật đặt vô canh bạc của cuộc đời. Bây giờ quý Phật tử kiểm tra lại coi mình còn lại cái gì, có phải là nước mắt và những nỗi khổ đau hay không? Vốn liếng tiêu tan hết đó quý Phật tử. Cho nên hãy giữ gìn đó đi. Người con của Phật phải giữ gìn, trân trọng, chắc chiêu từng phước báo. Đừng có phung phí nó nữa. Nó vô, ví dụ như nó vô, nó đứng dưới cửa nhà mình đi, nó chửi hoài luôn. Mà cái người không tu nó không chửi, mà nó thấy mỗi lần mình đi chùa về là nó chửi mình liền. Hiểu không? Tức là nó thấy mình có tiền, nó dụ mình vô để đặt vào canh bạc. Mà người nào mà sân với nó là rồi gia nhập liền đó. Mình sân với con ma đó, mình sân với cái người đó là mình đã đi vào, mình chơi, mình đăng ký một tụ. Nó mới có ba tụ à, nó thấy mình đi ngang chửi, mình giận nó nhảy vô, đủ bốn tụ luôn. Phải không? Tứ sắc mà, mới có ba tay chơi đâu có được. Nó thấy mình đi ngang, mới vô chùa Bú Liên tu về, nó thấy có công đức nhiều quá, nó chửi một cái, gia nhập liền, thêm một tụ nữa là bốn tụ. Xong xuôi rồi biết bao nhiêu công đức tu hành của mình rồi, cái bắt đầu vô than với Bồ Tát Quan Âm, sao con tu hoài mà con của con nó quậy hoài, con chịu không nổi. Bồ Tát Quan Âm nói mày đừng có than với tao, bao nhiêu công đức mày có cho con mày miếng nào đâu, hiểu không? Tu không cho nó, buộc lòng nó phải đi ra ngoài nó kiếm. Mạnh mẹ mẹ phung phí công đức, mạnh cha cha phung phí công đức, thì đương nhiên công đức của nó cũng cúng cho ma luôn. Nó đem cả sức khỏe trai trẻ của nó cúng dường cho ma bằng một mũi kim tim thôi quý Phật tử. Tại mình chứ không phải tại con mình đâu. Cho nên đó, tất cả chúng ta phải nhớ, mình tu thầy nhắc đi nhắc lại hoài, mình niệm một câu A-di-đà, mình tu một thời, đừng có cúng dường cho vô lượng chúng sinh, đừng có hồi hướng cho ai hết. Phải không? Bây giờ chúng ta là những người đang chắc chiêu từng công đức, giống như đang đi làm mướn kiếm gạo về nuôi con, hiểu không? Đi làm mướn được một ngày được có một ký gạo mà sách về hồi hướng cho nguyên cả xóm. Chàng ơi, rồi có ba con ký gạo con mình không ăn được miếng nào mà hồi hướng cho nguyên cả xóm. Vô trong chùa tu ngày cái hồi hướng vô lượng chúng sinh, mình tưởng đâu là mình ngon lắm, mình là Bồ Tát. Quý Phật tử ơi, chưa đâu, hãy đi từ từ, hiểu không? Một ngày tu lụm một miếng miễn chay bỏ vô trong lề, hay là một ngày tu niệm Phật của mình, quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con làm được bấy nhiêu công đức, con xin hồi hướng chia làm ba. Thầy nhắc đạo tràng mình hoài, 1/3 công đức đầu tiên con cúng dường báo hiếu cho cha mẹ ông bà của con, người đã tạo ra con. 1/3 công đức này con xin trang trải cho những con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại của con, người mà con đã tạo ra nó. Và 1/3 cuối cùng con xin đăng ký về Phật dành cho thân sau của con. Không có nhiêu gạo, không có nhiêu phước mà hồi hướng cho vô lượng chúng sinh, thầy không hiểu quý Phật tử làm sao nữa. Người ta là đại gia cỡ như Toan Hoa Sen thí dụ vậy đi, thì nó cúng dường bao nhiêu cũng không sao hết, nó tiền nhiều mua gạo nhiều, phải không? Thì công đức giống như cỡ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cỡ Bồ Tát A Dật Đa, cỡ Bồ Tát Duy Ma Cật, nó cúng dường cho vô lượng được quý Phật tử à. Còn mình chèn ơi, nghèo muốn chết luôn mà bày đặt bắt chước đại gia làm cái gì không hiểu nữa. Con chục ký gạo mà hồi hướng cho tất cả nguyên một xóm, rồi nó kéo nhau nguyên một xóm không đủ gạo chia, cái đứng trước cửa nhà nó chửi. Rồi cái buồn quá, sao con cũng nhớ con hồi hướng cho vô lượng chúng sinh mà tại sao con cứ bị nạn hoài, hồi hướng không đúng chỗ, đúng không? Cái Phật tử chàng ơi, nghèo thì cứ chấp nhận mình nghèo, bần cùng vô phước huệ, vì công đức của con chỉ có bấy nhiêu thôi. Mình nghèo mà mình cứ sánh mình ngang với Phật, mình nghèo mà mình cứ sánh ngang với Bồ Tát không thì chết rồi. Mình đâu có phải là đại gia như thế đâu quý Phật tử. Cho nên hai chữ tu hành của mình cũng sai luôn đó quý Phật tử.
Từ đây về sau phải phát nguyện cho nó chính xác đàng hoàng. Con lụm một miếng miễn chay, công đức này con không biết bao nhiêu, nhưng mà con xin chia làm ba, một phần con hồi hướng cho cha mẹ ông bà của con để con báo hiếu, vì họ đã tạo ra con, hiểu không? Một phần ba con chia cho con trai, con gái, con dâu, rể, cháu nội, cháu ngoại, người mà con đã tạo ra. Và nhớ một phần ba dành cho mình, hồi hướng cho chồng, cho con quên mình. Nấu cơm ra bới cho chồng một tô, con một tô, xong xuôi nhớ lại chết mồ, đói, không có gì ăn hết, phải không? Mà cái người mà đói rồi đó, tức là người thiếu phước, hiểu không? Mà người khi thiếu phước rồi cái quả nó tới hoài. Tại sao con tu, con lo cho chồng, lo cho con mà con gặp tai nạn hoài vậy? Vì con thiếu phước. Nhờ cái phước nó mới có thể sang lấp đi bớt cái quả của mình. Nhờ ánh sáng nó mới xua tan đi bóng tối, quý Phật tử hiểu không? Con người của mình đó, cái nghiệp này nè là bóng tối, vì không có cái phước. Cái phước là ánh sáng của mình, cho nên ánh sáng nó sáng lên, nó xua tan bóng tối, phải không? Bóng tối là gì? Là cái quả, cái nghiệp đó quý Phật tử. Mà khi mà bóng tối rồi mình đi, mình đụng đầu vô cái cột là gì? Nghiệp. Cái quả nó biến thành cái nghiệp, hiểu không? Cho nên mình thiếu phước rồi quý Phật tử ơi, thứ nhất bệnh nè, thứ hai mất tiền nè, thứ ba thiếu nợ nè, thứ tư là bị người ta giật nè, thứ năm rồi cái bị tai nạn nè, thứ sáu bị chúng chửi hoài luôn. Vì sao vậy? Ban đêm là gặp nạn, đi đụng vô cây cột, đi nhấp vô gạch cửa, ban đêm sợ ma, ban đêm làm đủ thứ gây ra nguy hiểm từ trong ban đêm, hiểu không? Cho nên thiếu phước tức là mất ánh sáng, mà mất ánh sáng đồng nghĩa với bóng tối, mà bóng tối là đồng nghĩa với vô minh, mà vô minh là gì? Là đau khổ rồi. Vậy mà quý Phật tử ơi, tối ngày mình cứ hồi hướng nhầm cái chỗ đâu không à? Như vậy đâu phải là bản ngã đâu. Mình tu có nghĩa là mình phải biết mình. Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh, nếu mà nói Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh, ổng bản ngã quá vậy. Ổng cầm cái áo của Bồ Tát Quan Âm, y của Bồ Tát Quan Âm này kia, là ổng bản ngã dữ lắm, phải không? Có bản ngã đó quý Phật tử. Ổng đi vô đến chỗ tu viện Quan Âm Cát rồi đó, Tây Du Ký Tề Thiên Tôn Ngộ Không, là thể hiện cái ý chí của Trần Quyền Trang, đem khoe cái y, hiểu không? Cái y của Quan Âm, đây là y Quan Âm, mấy cái y kia tầm thường, đây là y của Quan Âm. Ở đây quý Phật tử, có nhiều tăng, có nhiều ni, thầy nói luôn, không cần thọ giới, khoái đáp y lắm. Có nghĩa là mình chưa có cái chất y, mà mình đi mang cái tướng y vô, nguy hiểm không? Đi khoe chê những cái y kia tầm thường, mang những cái y cho nó tuyệt vời. Con người không biết đắp y. Cái y năm điều để làm gì, y bảy điều để làm gì, y chín điều để làm gì, và y bá nạp để làm gì? Ai mặc y chín điều, ai mặc y bá nạp, ai mặc y 25 điều, ai mặc y 13 điều, không biết gì hết luôn. Đụng đâu mặt đó, mặt mà làm tướng, mặt mà như vậy là kể như mình chết đó quý Phật tử. Cái sức của con ơi, con vác 5 kg, thấy người ta vác 70 kg cũng đè vác, mà trong khi sức của mình không đủ. Cái y của Phật nặng lắm đó quý Phật tử à, nặng dữ lắm luôn. Chùm một cái đó là núi nó còn lỡ luôn, chứ không phải chơi đâu, cái y của Phật á. Nhưng mà cái y của Phật trùm lên núi, núi sụp xuống luôn. Nhưng mà ngặt có một cái y của Phật ấy, nó nổi lên trên mặt sông không. A Nan giặt cái y của Phật hoài, sao mà nó không có chịu chìm? Phật nó con vô con lấy 4 hộp gạo trong chùa, con dằn xuống thôi. A Nan vô trong chùa lấy 4 hộp gạo, dằn 4 góc y chìm xuống. A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, cái y nó nặng đến mức độ mà sập núi luôn, mà bây giờ có 4 hộp gạo sao mà cái y nó chìm? Phật nói gạo ở trong Tam Bảo nó nặng còn hơn y nữa con à. Vậy đó mà không có biết. Rồi cái đụng đâu đắp đó, đụng đâu đắp đó là nó sai vô cùng của Phật tử, thấy không? Chính cái chỗ sai đó mà công đức của mình nó giảm, nó giảm, nó giảm, nó giảm xuống hoài. Đắp bi mà công đức nó giảm, thấy không? Mặc áo tràng vô mà công đức nó giảm. Áo tràng là nhẫn nhục y, là hộ giới y. Nếu Phật tử giữ gìn 5 giới, hóa thân của 5 giới của mình chính là chiếc áo tràng. Ở trong áo tràng đó nó có không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Màu lam là một màu chân thật, quý Phật tử thấy không? Là một màu bản lãng, mây trời, an vui, tự tại. Mà người mà tự tại rồi thì người đó có giết chúng sinh không? Đâu có giết. Mà người an vui tự tại rồi có đi ăn cắp, đi rình mò người ta không? Không.
người mạng vô tự tại rồi thì đâu có những cái mà tư tưởng ham muốn mà nó tà vậy, hiểu không? Chữ tà dâm ở đây không phải rằng là cái tà dâm mà nói về cái nam nữ, không phải. Tà là nghiêng về một bên mà nghiêng về bóng tối. Tà dương, mặt trời nghiêng về bóng tối. Nắng chiều tà, nắng nghiêng về bóng tối. Còn dâm là gì? Sự đam mê. Tà dâm là cái những chuyện đam mê mà nó nghiêng về bóng đêm, hiểu không? Thí dụ như bây giờ may áo tràng, may áo nào, giải nào, kiểu nào cũng được, miễn làm sao mặc áo lam để nhớ rằng là mình là người con Phật, để giữ gìn được năm giới, phải không? Chàng ơi, chị mua giải này ở đâu, siêu này ở đâu, đã quá vuốt hoài sao mà nó láng lửng gì nè, may đâu mới vừa dặn quá vậy nè, kể như tà dâm rồi, hiểu không? Bỏ cái áo cũ đi, may nó chật, may gì đâu mà thùng thình quá. Người mà có tư tưởng đó là chúng ta đã tà dâm rồi, chứ không phải đợi tới cái chuyện khác đâu quý Phật tử. Mình ngồi mình ăn cơm mà nó nói thiệt với mấy chị nha, tôi ăn không có đồ ăn thì cũng được luôn, nhưng mà tôi phải ăn bằng chén kiểu tôi ăn mới được. Người đó bị bệnh tà dâm rồi đó. Mình là người con Phật, mình ăn cơm như thế nào, đứng như thế nào cũng được cả. Đừng có phân biệt một cái kiểu mà gọi là cái tư tưởng đam mê của mình nó nghiêng về cái bóng đêm tà vại đó, không nên. Tôi nói thiệt, tôi ăn cơm với nước tương cũng được nữa, mà phải là gạo nàng hương hay là gạo gì đó cho nó ngon, chứ gạo thường thường tôi ăn không được. Quý Phật tử ơi, từng hạt gạo là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni đó quý Phật tử à, phải không? Mình đừng có phân biệt những điều đó, vậy thì chúng ta mới thoát ly được hai chữ tà dâm, hiểu không? Tu hành là như vậy chứ. Mệt chưa vậy quý Phật tử? Mệt chưa? Hơi hơi rồi phải không? Hơi hơi mệt thầy ơi, tại vì mấy lần trước vô đây tu, trước khi tu tụi con không có tụng dược sư. Thầy Hậu kêu lên tụng dược sư đầu năm, ngồi nãy giờ nó đuối rồi. Rồi giờ thầy ngồi cho thêm chút nữa rồi nó đuối thêm. Có đuối không? La nó liền, hiểu không? Bữa nay đầu xuân mày có mệt mày cũng gán mày ngồi thẳng lên, mày đừng có bắt chước mấy năm trước, nghiết nó quen, phải không? La nó liền để chi vậy? Thay đổi thói quen, đó là tu đó. Hai chữ tu hành của mình phải thể hiện từng phút từng giây, mà thể hiện trong cuộc sống quý Phật tử ơi, thì tu hành mới được, hiểu không? Mình tu mà mình cứ như vậy hoài thì thất bại luôn quý Phật tử à. Mà ở đây thầy nói nè, có mấy cô ni ở đây, xin lỗi mấy cô ni trước nha. Chùa Tăng, thiên đàng của Tăng là chùa Tăng thì là địa ngục của ni, hiểu không? Nếu một chùa Tăng, chư Tăng ở, mà chư ni sinh ở ngay chùa Tăng, thì chùa Tăng là thiên đàng của chư Tăng mà là địa ngục của chư ni. Vì sao vậy? Những ni mà không ở được trong chùa ni là những ni đó không thể nào sống trong nội quy và giới luật nổi. Cho nên tách rời ni, ni ly chúng, ni tàn liền, hiểu không? Mà đi qua chùa Tăng có những chuyện mà Tăng không thể nào nhắc nhở ni được, quý Phật tử hiểu không và thông cảm không? Có những chuyện riêng tư của ni Tăng đâu có dạy được, như bây giờ thầy là trụ trì sư phụ của ni đi, có những chuyện riêng tư của ni đâu có nhắc được đâu, hiểu không? Đâu có gần gũi đâu quý Phật tử. Thí dụ như bây giờ nè, thầy ở bên đây, ni ở bên đây, ông thầy mà đi xuống bếp hoài đâu có được đâu, thấy không? Nó thành ra rồi, cái điều thứ nhất không có thầy qua, cho nên muốn ăn sao ăn, cười sao cười, nói sao nói, giỡn sao giỡn, có phải địa ngục chúng ni không? Địa ngục. Cho nên đây là địa ngục. Nhưng mà nếu mà người ni nào mà dám bứt phá, tự mình bứt phá, lúc đó quý Phật tử ơi, không có ông Phật nào mà thò tay ra kéo mình lên được đâu. Mình đang chơi vơi giữa dòng mà. Cho nên nếu chùa Tăng là địa ngục của ni, mà ni nào dám bứt phá ra, tự mình không bị quay cuồng ở trong tất cả những cái thế thái nhân tình đó, thì ni đó sẽ tốt. Còn nếu không, chết hết. Tại vì sao vậy? Chàng ơi, cái bản chất của ni là bản chất kêu bằng quý Phật tử ơi, khi nào mà nó gò ở trong khuôn khổ, để coi nó dùng cái từ gì cho chính xác ta, mềm mại nhẹ nhàng lắm, phải không? Ni mà sống trong ni trường đó quý Phật tử ơi, kêu bằng là đi nhẹ nhàng lắm, nhìn xuống không, nói chuyện nghe không muốn nghe nổi luôn đó. Ở ni trường á, mà bỏ vô trong nhà Tăng rồi quý Phật tử ơi, thôi nguyên cái ni, một cục ni ở trong bụng bao nhiêu nó ra bao nhiêu hết.
nó chửi lộn nè, nó ích kỷ nè, nó hẹp hòi nè, nó tùm lum tùm la, nó phe phái nè. Thì như vậy có phải là địa ngục chúng chúng đi không? Ỷ y ở trong đây ông tăng mấy tăng không có nói gì mình được hết, tại đâu có gần gũi. Tới giờ cơm sư phụ ngồi bên đây, giờ cơm bên đây, thí dụ vậy súng nhau ăn với Phật tử, trời ơi la làng lên mà quên rằng con hộ pháp con dám ngồi đó. Thấy không? Đâu phải là lúc nào mình nói rằng là có thầy xuống mình mới nín thinh. Mỗi lần mà thầy tới đây rồi là nhà bếp thông báo liền thầy qua là bắt đầu im hết. Đâu phải như vậy đâu. Tự mình phải bứt phá, bứt phá để mình mới có thể trở thành người tốt được với Phật tử. Cho nên thầy nói rằng là ni nào về chùa tăng ở sẵn sàng, cửa chùa rộng mở mà. Nhưng mà thầy xin thông báo rằng là tăng không thể gần gũi và không thể chỉ bảo tất cả những điều riêng tư của ni được, phải không? Cho nên khéo, nếu chùa tăng là thiên đàng của chư tăng thì coi chừng sẽ là địa ngục của chúng ni. Tại vì dễ quá quý Phật tử ơi, đâu có ai la, đâu có ai nhắc gì đâu, rồi mình tự tung tự tác. Mà điều thứ nhất, cái người mà tìm đến chùa tăng mà không ở chùa ni, người đó lực của mình không chịu nổi ở chùa ni mới đi qua đây để giải phóng, để nó được thoải mái một chút, phải không? Ví dụ như mình kêu bằng cười khố khố khố, mình cười thiệt là lớn, mình đông đảo mà ở chùa ni kêu ép của mình vậy hoài, mình ép không nổi. Mình nói chàng ơi, tôi cười ăn to nói lớn, tôi nhảy đông đảo mà bắt tôi ép kiểu này hoài ép không nổi. Bung khỏi chùa ni, văng qua chùa tăng, rồi bắt đầu thể hiện cái cá tính của mình. Thấy không quý Phật tử? Cho nên rồi cuối cùng rồi, những người ni tu hành ở chùa tăng 95% không bao giờ nhập niết bàn được. Từ thở xưa là quý Phật tử, từ thở xưa Đức Phật đã dạy và Ma Ba Xà Ba Đề là phải giữ gìn thêm 8 cái nữa. Thêm 8 cái nữa là tại vì cái ni bệnh nhiều hơn. Còn bây giờ chúng ni có nhiều người không biết, nói là 8 cái giới đó Đức Phật không có bình đẳng, đè chư ni nhiều quá, áp đặt chư ni nhiều quá. Không phải con, chư tăng, chư ni đều là bệnh nhân hết. Nhưng mà chư tăng là gì? Là những người đã sắp khỏi bệnh, ít bệnh. Còn chư ni là người đang bệnh nhiều, cho nên cái liều thuốc nó nhiều hơn. Thí dụ như Đức Phật dạy trong vườn Lộc Giả Quyển, Đức Phật dạy năm anh em A Nhã Kiều Trần Như, Đức Phật cho có 6 viên à, Lục Hòa Kính Pháp đúng không? Có 6 viên thôi. Thân Hòa Đồng, Trụ Giới Hòa Đồng, Tu Khẩu Hòa Vô Tránh này kia kia nọ, có 6 viên. Nhưng mà khi Ma Ha Ba Xà Ba Đề sinh, Đức Phật nói phải uống 8 viên Bát Kính Pháp. Vậy đó mà mình không hiểu cái lòng từ bi của Đức Phật. Mình bệnh nhiều, Đức Phật cho mình thêm 2 viên nữa chứ có nhiêu đâu. Mà quý Phật tử ơi, hãy công minh mà trả lời đi, có phải nữ của mình nó hơi cái bệnh hơi nhiều hơn nam không? Công nhận không quý Phật tử? Cho nên Đức Phật nói, sở dĩ mà bây giờ cái quả mà mình mang thân nữ, vì cái nhân của mình ngày xưa mang thân nữ tính, hiểu không? Bây giờ mình mang thân nữ rồi, mình hãy dùng cái nhân của nam đi, kiếp sau chuyển liền. Cho nên nam và nữ không phải ở thân tướng mà ở cái tánh. Một người đàn ông mà ích kỷ hẹp hòi nhiều chuyện này kia, kiếp sau thành nữ liền. Còn một người phụ nữ mà bao dung độ lượng, xả bỏ tất cả thì kiếp sau thành nam. Cho nên nam và nữ chẳng qua là nhân quả mà thôi, hiểu không? Gieo cái nhân thành cái quả. Cho nên có một lần á, thầy hình như thầy có kể cho quý Phật tử nghe rồi đó, cái nhân quả của người nữ nó tạo ra như vậy đó quý Phật tử à. Cho nên bây giờ mình ngồi trong đây nè, quý Phật tử thấy không, toàn là nữ nhiều quá. Lý do si nó kết hợp, nó cưới con sân, nó đẻ ra tham. Lý do tham, hiểu không? Cái tham đó mà bây giờ cái nhân mình đã tham, cái quả mình tham là cái quả tham là nữ không đó. Rồi bây giờ mà quý Phật tử thấy mấy người đàn ông này nè, mà không khéo đó ha, mà bắt đầu gieo cái nhân tham ha, rồi mơ mốt kiếp sau thành cái quả tham. Cho nên bây giờ quý Phật tử ơi, nó không có cần đợi tới kiếp sau đâu. Kiếp này một người đàn ông mà cái quả tham nó nhiều, cái đi qua Thái Lan nó biến thành con gái liền. Không cần đợi kiếp sau, không có cần đâu. Nó biến trong hiện tại luôn quý Phật tử, hiểu không? Nó thay đổi trong hiện tại luôn mà. Cho nên cố gắng đi, mình tu đừng bao giờ để cho hai chữ tu hành của mình nó cứ
quý Phật tử để cho nó vương vãi qua cuộc đời hoài, lụm lại và chắc chiêu lại một chút. Chàng ơi, công việc của mình cũng nhiều phải không quý Phật tử, cuộc đời nó cũng nhiều lắm, lâu lâu mới dành một thời gian vô trong Tam Bảo để ngồi. Trong quý Phật tử như 14, bữa nay là 14 tháng Giêng nè, quý Phật tử ngồi đây cũng có nhiều người là thời gian rảnh rỗi vô trong đây phải không? Có nhiều người cũng ngạn qua hôm kia gì sắp xếp dữ dằn lắm đó, sắp qua sắp lại đặng có chúng ta có cái thời giờ này. Có nhiều người đi chỉ được buổi sáng thôi để nghe Pháp, buổi trưa không có điều kiện để ở lại tu nữa quý Phật tử. Phải không? Tại sao chúng ta không trân trọng những phút giây vàng ngọc đó? Vô hôm nay tu xong về dục bỏ, nhiều khi ra tới cổng chùa trăm dục hết trơn rồi. Biết bao nhiêu tất cả những cái gì mà thầy nhắc nhở quý Phật tử đó, giống như cái kho tàng của Đức Thế Tôn vậy đó. Và bây giờ thầy là người chịu khó mở cánh cửa trong kho tàng đó, thầy lụm ra bao nhiêu truyền cho quý Phật tử bấy nhiêu đó. Mà quý Phật tử ôm cái kho tàng của Đức Thế Tôn, ôm tất cả, người ta dùng cái từ gì, kim ngôn ngọc ngữ của Đức Phật phải không, đem vàng ngọc của Phật đem về mà quý Phật tử ơi, mình đem dục dọc đường không? Chàng ơi, cầm hai ba viên ngọc này nè, hột sòn đầy tay chân, mà kêu mới đứng ba chửi cầm hột sòn chọi luôn, chơi luôn, không kèn, không cần thiết luôn đó. Hết biết cái đó là đồ tốt hay đồ gì rồi, thấy không? Lòng sân của mình nó làm cho mình mờ con mắt rất là nhiều, mất luôn cả hai chữ tu hành của mình luôn. Cho nên đừng có nói hai chữ tu hành ở cái miệng của mình nữa, mà phải thực hành. Tu hành phải thực hành nó mới được quý Phật tử. Vô trong đây cũng vậy, mình ngồi mình tu hành là gì, là thân của mình đó. Cái ý của mình vô đây là gì? Là tu. Nhưng mà mình ngồi á, mình tu, mình thực hiện cái chữ tu của mình gọi là hành, thực hiện cái chữ tu đàng hoàng, hiểu không? Vô trong đây cái mặc áo lam lên, mặc ai cũng hiền hết. Chàng ơi, nhìn giống những đó lam hiền hết sức luôn. Nhưng mà lam thì có mô Phật bạch thầy, hiền chưa chắc đâu, phải không? Bây giờ quý Phật tử ngồi trong đây không ai ghẹo mình hết, thì mình là những đó lam hiền đó. Nhưng mà lỡ chọc mình một cái coi, không có hiền miếng nào hết. Nên tất cả chúng ta một thiếu hai cái chữ tu hành như vậy, mà cuối cùng rồi mình làm thất bại cả một công trình vĩ đại của mình luôn. Hiểu không quý Phật tử? Tất cả chúng ta ngồi ở đây tu hành của mình, để mà mình kiến tạo cho mình cái khuôn mặt đầu tiên của mình. Đức Phật nói buổi sáng dạ xoa đầu, buổi chiều Bồ Tát diện. Có nghĩa là nói người Phật tử của chúng ta, có khi đó mình làm sao một ngày thôi, lỡ buổi sáng mình đi đến chùa bằng cái đầu của giả xoa, nhưng mà mình vào trong đây mình tu để mà mình có một công trình vĩ đại, mình thay đổi kiến trúc lại để trở thành cái mặt của Bồ Tát. Hiểu không quý Phật tử? Đó là tu hành đó. Chàng ơi, buổi sáng mặt Bồ Tát đi về nhà quỷ giả xoa, ớn không? Buổi sáng cái mặt Bồ Tát đi vô trong đây đăng ký tu cái mặt Bồ Tát, vậy là mà xách cái túi đi về tới nhà biến thành cái quỷ giả so liền, hiểu không? Đó là tất cả chúng ta đều bị và đều hay bị cái đó đó. Vô trong chùa mình đi về nhà con cháu chọc tức gì đó, cái bắt đầu quên là mình mới tu, cái mặt của mình mới sửa đây nè, mà vô cái bắt đầu là mình làm cái mặt của mình nó thất bại, nó sai lại rồi, hiểu không quý Phật tử? Đeo cái mặt nạ quỷ lâu lắm rồi, cái bữa nay vô trong chùa tháo cái mặt nạ quỷ ra, để nguyên cái mặt hình hình mặt Bồ Tát của mình từ xưa. Vậy đó mà đi về nhà cái bắt đầu thấy người ta, thấy chồng mình, thấy con mình làm gì, biết chồng cái mặt nạ cũ vô lại. Bây giờ quý Phật tử đang đeo mặt nạ không đó, chưa có một người nào tháo cái mặt nạ của cuộc đời ra hết. Sống với Phật phải lấy bộ mặt thật của mình, mà Lục Tổ Huệ Năng nói là bản lai diện mục, bộ mặt thật xưa nay của mình. Còn bây giờ cứ đeo cái mặt vô không rồi quý Phật tử, đeo cái mặt hiền vô không rồi, nhưng mà cái trời nó giữ thế ớn luôn, hiểu không? Đừng có hiền giả mà phải là hiền thật mới được. Thì hôm nay đó là đầu xuân, thầy phải nói hết như vậy đó quý Phật tử, nói cho quý Phật tử nghe, nói cho chư tăng nghe, nói cho chúng ni nghe như vậy. Cần phải bứt phá là như vậy, chúng ta cũng thế thôi quý Phật tử à, phải không? Mùa xuân phải có nở một nụ cười của Phật Di Lặc thì tu hành nó mới được, hiểu không? Chàng ơi, có ai cười như Phật Di Lặc không? Mấy năm trời vô thấy ổng cười cũng một kiểu đó thôi, thấy không? Có bao giờ ổng cười kiểu khác không? Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ hay xả, xả những điều khó xả của thế gian. Đó là nụ cười của Phật Di Lặc. Không phải ổng cười như vậy hoài đâu, không phải nhăn cái miệng vậy hoài,
nhưng mà muốn thể hiện nụ cười không bao giờ mất ở trong lòng của Phật Di Lặc. Hiểu không quý Phật tử? Chứ bây giờ mà mùng 1 Tết mà quý Phật tử ngồi mà cứ bắt cái ghế mà nhăn răng kiểu đó là cái chùa này xuống liền, không ai dám vô hết. Cười có nghĩa là mình cứ cười hoài, không phải là bữa nay cười với cổ rồi bữa sau giận cổ, không phải. Mình cười một cách vĩnh cửu, cứ nghe lòng của mình không giận. Một lần yêu thương nhau là một lần vĩnh viễn như thế thôi. Hiểu không? Không bao giờ giận hờn, không bao giờ chỉ trích, không bao giờ nói xấu nhau. Đó là nụ cười của Phật Di Lặc đó. Nói vậy thì thầy gán thì nói cái vậy thôi, chứ còn quý Phật tử ơi, khó có ai có nụ cười như vậy lắm. Mới hồi sáng vô tới giờ là nụ cười mà nó thay đổi nhiều lắm rồi. Hiểu không? Thay đổi nhiều quá. Về nhà nó còn thay đổi dữ nữa. Tội nghiệp thượng tọa chân tín lắm quý Phật tử. Mùng 1 Tết không phải như thầy ở đây. Thầy ở đây là đệ tử nó tí kiếm, nó cũng còn có giây có phút. Còn thượng tọa chân tín là đứng sắp hàng. Có nghĩa là đứng sắp hàng, thượng tọa ngồi trên ghế vậy cái bắt đầu sắp hàng ba đứa vô quỳ chúc Tết gì đó ha. Ba đứa đi ra, ba đứa cứ quỳ đó. Thượng tọa phải cười với nó hoài, năm mới đầu xuân mà. Ổng cười mà nguyên một ngày mùng 1, nguyên một ngày mùng 2, nguyên một ngày mùng 3 ổng cười, cái phải đi mua thuốc cho ổng để khép cái miệng lại. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 cứ ba đứa vô quỳ phải cười với nó một cái, rồi ba đứa khác cứ cười cái mà cười hoài luôn, đâu có giờ nghỉ đâu. Ở đây mình cười bằng con mắt, cười bằng đôi môi thì khỏi nói rồi, cười bằng con mắt, cười bằng đôi tai của mình. Quý Phật tử ơi, chỉ cần nó thấy cái tướng mình đi ngang qua nó đã vui rồi. Còn nó thấy mình đi ngang qua cái là bắt đầu nó sân trong bụng rồi. Hiểu không? Có nhiều người đi ngang qua trời nó mừng lắm. Có nhiều người đi ngang qua cái nó mắt buông chửi vậy đó. Nó kỳ vậy đó quý Phật tử. Tại vì sao vậy? Thiếu nụ cười trong thân. 84.000 lỗ chân lông của mình thiếu vắng đi nụ cười. Cho nên mình đi đến đâu chúng sanh chợ tới đó. Mà mình chưa cười bằng thân. Hiểu không? Đôi tai của mình cũng chưa cười nữa quý Phật tử. Thật tế quý Phật tử để ý đi, có người đó mà chỉ cần hai người gặp nhau mừng quá, bắt tay nhau cái thôi cười mừng lắm. Có một lần thầy vô cùng xúc động như thế này. Hòa thượng Giác Hạnh đó đi giảng, lúc đó thầy gặp, tại vì hòa thượng giảng buổi sáng, thầy đến buổi chiều, thầy giảng thêm buổi chiều. Khi mà đưa hòa thượng đi về, chừng nói không nhiều chứ khoảng 60-70 các cụ lớn tuổi á, chạy ra xe hòa thượng đi ra rồi, mà chạy cái con đường đê đi ra vậy nè. Chạy ra rồi cái bắt đầu hòa thượng lên xe ngồi, cái bắt đầu xin hòa thượng cho con vịn tay hòa thượng cái. Hòa thượng nó chèn nó nhìn mặt được rồi, vịn tay làm chi. Hòa thượng nói vậy thì bác cụ nói, mô Phật, năm nay con vịn tay hòa thượng, con không biết năm sau con còn có dịp để vịn tay hay không. Phật tử thấy không? Xúc động như vậy đó. Cho nên chính cái chỗ bàn tay của hòa thượng không mà mình nói cái chỗ là nó vẫn có nụ cười trong đó, quý Phật tử hiểu không? Nhìn con mắt cũng có nụ cười, nhìn cái cử chỉ lời nói cũng có nụ cười, cách sống cũng có nụ cười, đôi tai tướng đi, tất cả mọi thứ đều có nụ cười. Mình đi đến đâu chúng quỷ thần cúi đầu đến đó. Đức trọng quỷ thần kinh, đi đến đâu quỷ thần kính trọng đến đó. Còn mình đi đến đâu quỷ thần chà dấu chân của mình đến đó thì còn gì nữa là gọi là tu quý Phật tử, còn gì gọi là tu hành, phải không? Cho nên có nhiều tăng nhiều ni ở trong thanh tịnh địa, mà bước chân của tăng ni đó đi đến đâu hộ pháp long thần chà dấu chân của mình tới đó, sợ vì thiếu lòng chân thật của mình đối với Phật. Phật tử cũng vậy, mình vô trong đây mình tu, quý Phật tử ngồi tu vậy nè, đâu phải là mình tu vậy là hộ pháp chấp nhận hết đâu. Có nhiều người mang tất cả những hoa trái yêu thương đến đây hộ pháp cho. Có những người không mang hoa trái yêu thương đến đây, hộ pháp sẽ lau dấu chân của mình. Cho nên mỗi lần mình đến đây, quý Phật tử phải chuẩn bị hoa trái yêu thương của mình mới được. Hiểu không? Lần lần đi quý Phật tử để cho chúng ta mới có thể gặp Phật được, chạm vào tay Phật được. Cuộc đời nó ngắn ngủi lắm, chứ đừng có nghĩ rằng là nó dài nha quý Phật tử. Một giấc ngủ của mình thôi, mình muốn đi lúc nào là mình đi đó.
dép dưới giường lên giường vội bỏ, phải không? Sống ngày nay dễ biết ngày mai. Leo lên giường ngủ rồi sáng thức dậy, chèn ơi đôi dép còn nằm đó mà không có cái chân sọn cho đôi dép là biết bãi ra đi vĩnh viễn rồi, phải không? Cho nên đó, thôi bây giờ không nặng một nhọt nữa. Năm mới rồi, năm cũ là năm Giáp Ngọ. Cái chữ Giáp là đường cây, thầy có nói với quý Phật tử rồi, tất cả chúng ta là con tiểu Bạch Long đi theo hầu của Trần Quyền Trang. Tiểu Bạch Long là vượt lên chính mình. Vượt lên chính mình đã trôi qua rồi, quý Phật tử phải xét lại coi mình có vượt lên chính mình hay không, hay là mình còn bị cột ở trong cái rừng vô minh đó nữa. Là Giáp Ngọ, năm nay là năm Ất Mùi, một sự thanh bình. Con dê nó đứng ăn cỏ là một sự thanh bình, phải không? Nhưng mà coi chừng phía sau lưng nó biết bao nhiêu sự chết chóc đang rình mò nó. Cho nên năm nay quý Phật tử tu, coi chừng ma dương đang rình mò từng phút từng giây công đức lành của mình. Thật sự con dê đứng ăn cỏ, đó là năm nay quý Phật tử chúng ta tu rất là bình yên. Bởi vì con dê mà đứng một mình trong đồng cỏ mà no đủ đầy đủ tất cả mọi thứ, phải không? Nhưng mà đừng bao giờ thấy cái sự đó mà mình lãng quên đi những sự nguy hiểm xung quanh mình. Một lời khen cũng là nanh vuốt của con sói rừng. Người ta khen mình đó là một nanh vuốt con sói rừng đối với Phật tử. Cho nên đừng bao giờ coi chừng người ta khen, người ta tặng này kia kia nọ, hoặc là người ta gài bẫy mình, hoặc người ta làm cho mình mất hết tất cả hạt giống của Bồ Đề, mất hết cả công đức lành tu tập cả nhiều năm qua của mình nữa. Cho nên 365 ngày đã trôi qua rồi, tất cả quý Phật tử của chúng ta, đôi chân của mình dẫm lên biết bao nhiêu nỗi buồn, thương ghét, phải không? Dẫm lên tất cả những năm tháng ngày giờ của 365 ngày năm cũ. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử, ngày hôm nay 14 tháng Giêng, mặc dù là 14 ngày đã trôi qua của năm mới, nhưng mà là ngày đầu gặp mặt nhau, quý Phật tử phải làm sao đưa hết tất cả những cái nỗi buồn, thương yêu, ghét muốn của cuộc đời, hãy gửi cho năm cũ để nó chuyển đi về quá khứ hết đi. Chuyển đạt hết đi quý Phật tử, đẩy lùi nó đi hết quý Phật tử, để từng bước chân của chúng ta đang đi trong 365 ngày của năm mới, từng dấu chân của mình phải dẫm lên từng dấu chân của Phật. Mình đi trong nụ cười, hiểu không? Một nụ cười an lạc, một nụ cười tự tại, một nụ cười vô chấp, một nụ cười có đầy đủ cái chất của tu hành. Thì như vậy đó, chúng ta mới có thể tạo bao nhiêu công đức lành, chúng ta hưởng bấy nhiêu công đức lành. Còn không, quý Phật tử ơi, công đức của mình ở trên đây chư Phật mười phương cho mình, mà mình đi về mình cứ bỏ quên tại chùa không à. Hèn chi bây giờ tìm ra một nguyên nhân tại sao cất chùa mau như thế này, quý Phật tử tu mà bỏ công đức lại không, hiểu không? Mình hôm nay mình tu cái mình bỏ quên công đức ở đây, xong đi về tay không, có thể vô mấy công đức quý Phật tử tu mới cất được cái chùa này nè. Bỏ, nhờ bỏ công đức lại đây cho nên lụm xài đỡ bây giờ cất chùa lên được rồi đó. Thấy không, mình tu mình phải đem công đức của mình về, ở bất cứ nơi nào mình cũng phải thể hiện công đức lành của mình hết. Nhớ, tu là thay đổi thói quen, hành là gì? Thể hiện thói quen của mình trong cuộc sống. Đó là tu hành đó quý Phật tử, chứ không phải nói bằng cái miệng hoài không được đâu. Mới mốt người ta có chửi mình, nhớ, phải nhớ bằng cái hồn của chữ tu hành, đừng có sống bằng cái xác của chữ tu hành nữa, hiểu không? Đừng có nhốt nó nữa mà phải giải phóng nó đi. Trong nhà của mình, nhà Phật của mình có con cáo, con gấu, con sư tử, con cọp, con beo gì đó, giải phóng nó đi, đừng nhốt nó trong chùa. Tâm của chúng ta là rừng, là rừng phòng hộ. Tâm của chúng ta là cái gì quý Phật tử? Là rừng nguyên sinh đó, để cho tất cả chúng sinh, chúng hữu tình, những cái mà gọi là nó nằm ở trong đó. Tâm của chúng ta không phải là sở thú, hiểu không? Đừng nhốt nó. Ý của thầy muốn nói vậy thôi. Chúng ta đừng nhốt nó, đừng có giấu cái xấu của mình vào trong tâm nữa, mà giải phóng nó đi luôn, hiểu không? Cho nó đi về nơi nó đã đến. Sao ơi, người từ đâu đến, hãy trở về đó đi, hiểu không? Lòng sân của mình, người ta chửi mình tự nhiên cái sân nó nổi lên tới cổ rồi. Quý Phật tử ơi, hãy thức tỉnh một cách kịp thời bằng vô lượng quang. Tới đây rồi quý Phật tử, vô lượng quang thắp sáng liền. Mình nói một câu sân ơi, ngươi từ đâu đến, ngươi hãy đi về đó, cục sân nó hết liền, hiểu không? Tức là mình không hại mình cũng không hại chúng sinh nữa. Thì có như vậy đó mới tu hành được nha quý Phật tử.
Chứ tu hành không phải mặc áo lam rồi cái đeo cái số trước ngực gì đó rồi bắt đầu hỏi ai tu mà suốt từ một năm mà cho tới cuối năm 24 lần là giơ tay lên liền. Còn cái đó là cái tướng tu thôi, còn cái tâm tu mới là điều quan trọng. Cái tâm tu nữa, phải không? Mỗi lần mình đến mình đều tu hết nha quý Phật tử. Cho nên thôi cũng giống như những năm cũ đã qua, thầy cầu chúc cho đạo tràng tu học tại Bửu Liên, tất cả quý Phật tử, những khuôn mặt thân thương, những màu áo lam hiền, mặc dù chưa biết chắc là có hiền hay không,